dân chủ già người anh quốc quang vinh nước chi hy sinh cho dân nước nam được thái bình đem ấm nó cho dân ta hết một đời lầm thang việt nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốt muôn nơi đem tâm huyết thô thầm núi sông do mong đêm đến cho dân có nhân nguyên từ gió Tuần nơi. ngày chỉ muốn dân Anh đua Việt Nam sôi sâm muôn nhà, cho tương lai thắm hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. tắm nó cho dân ta hết một đời làm tham việt nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới không muôn nơi đem thẩm quyết thâu thắm núi sông xoa mong đêm đêm cho dân có những quyền tự do lắm xếp những bước dân việt nam anh sống kiên cường dân. tại trong tay ta nào ngày chỉ muốn bán sang khó hắp sáng sang anh đua tuần việt nam soi sáng muôn nhà. nhà cho tương lai thăng hoa nước non việt ngàn năm sáng tươi anh trong việt nam nhà cho tương lai hoa nước non việt ngàn năm <laughs> điệu lệ trinh xin trân trọng kính chào đức quốc công bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc quý giới chức đồng nhiệm cùng đồng bào việt nam thân thương trên toàn thế giới hôm nay là ngày chủ nhật 21 tháng 3 2021 tại diễn đàn livestream của kênh bình thơ và nhạc của đức quốc công tổng thống đào minh quân thì triệu lệ trinh cũng cùng xin cô chú anh chị em chúng ta vào để cùng dân lời cầu nguyện rồi chúng ta sẽ vào để chuyển tải thông báo từ văn phòng thường trực chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa và xin chào anh chị em cô chú anh chị trên diễn đàn livestream ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi xin mời cô chú anh chị cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện Hôm nay ngày chủ nhật 21 tháng 3 năm 2021 tại diễn đàn của kênh Bình Thơ, Bình Thơ và Nhạc của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, lại đón tối cao thượng đế trời Phật và hồn thiên sông núi các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin cha chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ đất Quốc Công và những tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đệ tam việt nam cộng hòa dẫn đưa dân tộc việt nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng Ngôn thánh đức xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần việt nam chân chính sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng lời cầu nguyện chấm dứt xin đội ơn trời phật nam mô a di đà phật và hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tải đến đồng bào việt nam trên toàn thế giới những tin tức thông báo từ văn phòng thường trực chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa và chúng tôi xin phép để mở bài thông báo hôm nay chúng ta có một uh, uh, lá tâm thơ của đức quốc công tổng thống Đạo minh quân một bức tâm thơ của đức quốc công gửi đến cho tất cả những người dân trong đất nước việt nam và trên toàn thế giới để biết rằng ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến chúng ta những người việt nam và dân tộc việt nam của chúng ta như thế nào ngài vẫn luôn luôn trăn trở cho vận mạng của đất nước quê hương dân tộc ngài đang chờ đợi một ngày đúng thời điểm mà toàn dân tộc việt nam nhìn nhận ra sự cai trị của cộng sản độc tài tàn ác và hèn hạ như thế nào người dân việt nam có nhìn ra được hay chưa nỗi đau khổ tang thương lan tràn trên đất nước của chúng ta thời điểm ngày hôm nay là một thời điểm mà không thể nào chúng ta thờ ơ vô cảm được nữa chúng ta đừng lấy lý do là chúng ta chỉ là người dân bình thường hay là bình dị hay là không quan tâm đến chính trị dù cho chúng ta không quan tâm đến chính trị chúng ta cũng phải quan tâm đến xã hội đời sống của chính chúng ta của con cháu chúng ta con con cháu chúng ta rồi cũng sẽ có con và tương lai của chúng như thế nào cũng do một phần những sự hiểu biết những sự cố gắng của bậc làm cha làm mẹ làm ông làm bà ở độ tuổi như chúng ta ngày hôm nay ở thời buổi ngày hôm nay đó thì công cuộc này chỉ yêu cầu chúng ta cất lên tiếng nói nhìn ra lẽ phải quấy như thế nào để mà mình có những cái nhận định những cái bàn luận để tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất mà không có làm ảnh hưởng cho gia đình hay cá nhân của chúng ta gì cả nếu như chúng ta ngồi im đó để mà chờ đến ngày mà chúng ta lìa khỏi cõi đời, có nghĩa là gần đất xa trời, thì không có ai cứu được chúng ta cả. Và ngay khi chúng ta đã chết đi, thì linh hồn của chúng ta cũng sẽ không biết chốn nào để mà nương náo. Về tâm linh thì chúng ta hiểu rất rõ. Không phải chúng ta chỉ sống một đời người. Như là bài hát 60 năm cuộc đời của tác giả nào đó đã viết Bài hát 60 năm cuộc đời là một bài hát có nghĩa là họ chỉ cho chúng ta một um, cái đời sống thực tại và những cái việc mà chúng ta nhìn thấy đó và không cần phải giải quyết như thế nào, không cần phải quan tâm như thế nào. Có nghĩa là chúng ta chỉ có 60 năm cuộc đời thôi và cứ ăn hưởng để rồi chúng ta sẽ ra đi mà không biết đi về đâu. Ngày hôm nay chúng ta ở thế kỷ 21. Loài người văn minh tân tiến, chúng ta có đầy đủ thông tin, chúng ta có đủ những máy móc tân tiến hiện đại. Thì dù cho cộng sản có mưu mô, mô đến đâu, nếu như chúng ta có quan tâm, chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng sẽ biết được. Trắng đen thiện ác chính tà như thế nào? một việc rất là rõ ràng ngày hôm nay chúng tôi thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa sẽ khẳng định một điều là nếu như chúng ta còn bỏ mặt còn làm ngơ làm còn thờ ơ và còn để cho cộng sản lèo lái chúng ta thì đất nước quê hương của chúng ta sẽ lọt vào tay của tàu cộng xâm lược. Cộng sản sẽ đem dân hiến đất nước Việt Nam của chúng ta vào tay của tàu cộng. Trong một ngày rất gần. Nói ở đây có nghĩa là khi mà họ đã bạch hóa ra hết tất cả, thì chúng ta không còn thời gian và cũng không còn kịp để cứu vãn tình thế bề mặt và bề trái của xã hội như chúng ta đã biết những người có trí tuệ có đôi mắt nhìn và có nhận định sâu sắc thì đã biết được vận mạng đất nước quê hương dân tộc của chúng ta đang rất lâm nguy và đa phần là đã lọt vào tay của tàu cộng khống chế hoặc là chúng đã và đang nắm toàn bộ quyền hành trong đất nước trong bộ chính trị của đảng cộng sản việt nam mà người dân thì vô tình hay là vì quá sợ hãi cho nên mới giả vờ như là không biết chuyện gì nói ở đây là một phần đông nhưng thực chất có một số người việt nam đã âm thầm làm bổn phận trách nhiệm của một người con dân nước Việt. Đó là cô chú anh chị em của chúng ta từ 18 tuổi trở lên đã gửi lá phiếu trưng cầu dân ý vào hệ thống đường linh trưng cầu dân ý do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đại tam Việt Nam Cộng hòa, Đức Quốc công và những kỹ sư tài ba nhất của chính phủ đã thiết lập đường link trưng cầu dân ý trên mạng internet công khai minh bạch để cho người dân có điều kiện góp lá phiếu góp tiếng nói góp chính kiến của mình góp sự nhận định của mình vào trong lá phiếu lá phiếu đã được chuyển tải trên mạng rất rõ ràng đại ý là chúng tôi ủng hộ cho tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng hòa. Trở về lấy lại đất tổ không làm khổ dân, dẹp cộng sản và đuổi Tàu cộng xâm lược ra khỏi đất nước. Một điều mà chúng ta chưa bao giờ thấy có một tổ chức hội đoàn nào dám công khai đối đầu với Tàu cộng và Cộng sản Việt Nam thực chất thì các hội đoàn tổ chức vẫn có những người yêu nước họ vẫn làm cái công việc của họ nhưng mà nếu như những người này không đóng góp lá phiếu vào trong chính phủ không ủng hộ cho đức quốc công tổng thống đạo minh quân thì cuộc đấu tranh của họ sẽ không đạt được những kết quả khả quan có nghĩa là có chăng chỉ là giải cứu được cho một số ít người. Có thể nói là đếm trên đầu ngón tay trên mỗi năm. Chừng vài năm thì chúng ta nghe có một tù nhân lương tâm được giải thoát ra khỏi nước ngoài, ra khỏi uh, ra ra khỏi nước Việt Nam, có nghĩa là đi ra nước ngoài do một tổ chức hội đoàn nào đó vận động nhưng làm sao mà chúng ta có thể giải thể được một đảng cộng sản độc tài cai trị đang đàn áp khủng bố cướp bóc của toàn dân tộc việt nam của chúng ta hiện nay quan sai trong đất nước đã đầy rẫy những lá đơn đệ nạp để kiện tụng những vụ án đã bị giấu nhẹm hoặc là bị xử một cách không công bằng có nghĩa là cộng sản đã dùng quyền quy và thế lực để đàn áp để hiếp đáp người dân lương thiện kẻ nào có tiền kẻ nào đang làm việc cho cộng sản kẻ nào đang làm lợi cho cộng sản và ngoại bang tàu cộng thì được ưu tiên được ăn trên, ngồi trước. Chúng có phạm pháp, chúng có giết người, thì Cộng sản Việt Nam cũng sẽ bao che. Và chính Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn cướp mà ngồi sởm trên pháp luật. Có nghĩa là chúng vừa là ăn cướp, vừa là quan tham, cai trị người dân Việt Nam của chúng ta. Thì thử hỏi làm sao mà xã hội việt nam những người dân việt nam có được sự công bằng có được sự chở che của một nhà nước vì dân và do dân cho nên chúng ta đừng chần chừ và đừng để cộng sản mưu mô lường gạt chúng ta hết lần này đến lần khác đừng để tâm thiện của chúng ta trở thành những kẻ vô minh bị kẻ khác lợi dụng để rồi chúng sẽ giết hại chính chúng ta con cháu chúng ta và diệt chủng cả một dân tộc của chúng ta đó là những điểm chính mà ngày hôm nay toàn dân tộc việt nam cần nhìn nhận ra cho đúng sự thật và có biện pháp để đối trọng. Chính phủ đề tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân suốt 30 năm nay tồn tại ở tại Hoa Kỳ là một nước thượng tôn pháp luật. Suốt mấy chục năm qua, Hoa Kỳ là đệ nhất cường quốc thế giới tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do của một con người. Ghét gọi là khủng bố. Nước Mỹ là ra chính sách là phải tiêu diệt khủng bố bởi vì khủng bố luôn luôn gieo rắc sự tan thương. Thì nếu gọi là khủng bố rồi thì không thể nào tồn tại trên đất nước hoa kỳ cho được thì những điểm chính này những người nào còn bị truyền thông bất lương đưa đẩy hay là xuyên tạc để chúng ta không nhìn nhận ra sự thật thì phải nhắm vào những điểm chánh này để chúng ta biết con đường của chúng ta đi là đúng là không làm lẫn là không uổng phí thời gian và công sức đối với những người đang mệnh danh là yêu nước là đấu tranh cho dân tộc là đòi tự do nhân quyền cho việt nam đòi tự do nhân quyền cho việt nam là toàn dân tộc việt nam không phải chỉ đòi tự do nhân quyền cho một vài cá nhân nào ở trong nước thì đây chính là những điểm chính mà chúng ta cần nhìn nhận rồi trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tìm hiểu rồi trưng cầu dân ý và tham gia vào chính phủ thì đương nhiên chúng ta sẽ học hỏi để mà biết được đường lối chiến lược của chính phủ như thế nào và chúng ta phải làm như thế nào để hoàn thành tốt bổn phận trách nhiệm của một thành viên đồng nhiệm trong chính phủ hay là một đại biểu trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa các tướng lãnh có bổn phận trách nhiệm như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ tùy theo kinh nghiệm và khả năng của mỗi người để cùng góp công góp sức vào công cuộc giải cứu quê hương đất nước của chúng ta thoát cảnh bị diệt chủng diệt vong bị hán hóa và sẽ mất nước vào tay của tàu cộng bởi vì cộng sản việt nam hèn nhát và tham lam vô độ bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng uh, quý cô chú anh chị em vào phần chánh của bài uh, tâm tình của đức quốc công tổng thống đạo minh quân tổng thống đã uh, viết để cho chúng ta uh, chuyển tải đến tất cả người dân và bây giờ chúng ta tìm hiểu xem trong uh, trong lời gửi gắm của đức quốc công tổng thống đạo minh quân có những gì và chúng ta sẽ biết được xin mời cô chú anh chị em nhé Uh, chúng tôi xin phép được đọc đây là một tấm ảnh vừa mới được chụp từ tụ nghĩa đường trong khoảng thời gian chừng một tuần tuần trở lại thôi quý vị thì uh, thời tiết và khí hậu ở cali ngày uh, ngày hôm nay đó và tuần vừa qua thì rất là tốt À, được à, được dự báo thời tiết cho biết đó thì à, thời tiết ở cali thì khoảng 20 độ 20 độ c có nghĩa là rất ấm áp và mát mẻ không nóng quá mà cũng không có lạnh thì à, theo như tấm ảnh mà đức quốc công tổng thống đậm quân đã đăng tải cho chúng ta được à, chiêm ngưỡng tụ nghĩa đường trong những ngày đẹp trời thì chúng ta thấy là mây rất trong xanh những quần mây trắng thì cũng rất là uh, trắng tuyết có nghĩa là trắng rất là thanh khiết bầu trời rất xanh và tụ nghĩa đường thì rất sạch sẽ sạch sẽ và cỏ mọc uh, cỏ mọc lên rất là tươi tốt quý vị thấy rõ không hôm nay thì trên được chiêm cưỡng cái bức ảnh này thì cũng rất là vui trong lòng bởi vì bầu trời rất là uh, trong xanh quang đảng Mình tưởng tượng được cái khí hậu ở Cali rất là mát Và không biết làm sao mà chúng ta có thể uh, uh, đến Tụ Nghĩa Đường một lần nữa Để uh, được nghe Đức Quốc Công quấn từ Được hít thở không khí trong lành của vùng núi, sa mạc Tụ Nghĩa Đường một lần nữa một điều thì Trinh có thể chúng tôi có thể chia sẻ với anh chị em cô chú bác chúng ta mà chưa có đến tụ nghĩa đường đó. Bản thân kinh nghiệm của Triệu Lê Trinh đã đến. Và khi mà đến đó rồi đó, mọi cái mọi cái gọi là problem đó quý vị, mọi cái buồn phiền lo lắng những những tạp niệm á đều biến mất hết tất cả quý vị. Không hiểu tại vì sao và khi mà bước đến tụ nghĩa đường rồi thì chúng ta thấy rất là khỏe, rất khỏe khoắn. mặc dù quý vị thấy uh, triệu lệ trinh thì không có được uh, gọi là không có được mập mạp cho lắm. nhưng mà như vậy đó thì uh, đến đó thì vẫn vẫn là sinh hoạt giống như mọi người cũng có thể là nói là vượt trội nữa là triệu lệ trinh có thể ngủ lại tủ nghĩa đường uh, uh, giữa mùa đông, cùng với uh, đại biểu pha lê không cần phải ra muốn khách sạn đâu quý vị. Tại vì thực chất thì mình cũng muốn trải nghiệm trải nghiệm uh, cái uh, cái đời sống về về đêm hay là ban ngày ở tụ nghĩa đường như thế nào để mà mình tận hưởng hoàn toàn uh, cái không khí ở tụ nghĩa đường. Bởi vì chúng ta không có nhiều cái cơ hội để đến tụ nghĩa đường. Cho nên thì muốn làm một uh, trải nghiệm và thực chất thì rất là vui và sung sướng trong lòng vì mình đã vượt qua những cái uh, trở ngại những uh, gọi là cái uh, mình không nói nói như thế nào để mình kiếm một cái danh từ cho đúng nhé một cái điều kiện mà không cần thiết đó như là những cái uh, mà con người ta hay đòi hỏi đó quý vị những cái nhu cầu đúng vậy những cái nhu cầu mà ở đời sống đời thường đó, không cần thiết có nghĩa là khi chúng ta chăn êm niệm ấm thì chúng ta ngủ ngon hơn chúng ta sung sướng nhưng mà nếu mà trong cái uh, tư tưởng và uh, trong cái lòng của chúng ta nó không có được an đó không có an ổn đó thì dù cho có nằm uh, nơi mà niệm gấm chăn êm hay là phủ vàng phủ bạc thì chúng ta cũng không có vui sướng gì nhưng mà ngược lại thì đến tụ nghĩa đường chúng ta nằm ở một nơi không có đầy đủ Uh, điều kiện có nghĩa là không có nệm, không có nệm lót để mà em em cái lưng như là ở nhà chúng ta, chúng ta chỉ như là đi picnic gì đó, cũng giống như là chúng ta chui vào trong cái cu quát một cái uh, cái mền mà người ta ta, ta ta mai để dành cho những người đi picnic á, mình chui vô đó mình nằm nhưng mà rất là vui bên cạnh uh, những đồng nhiệm nữ của mình đại biểu Pha Lê và những đại biểu khác nữa thì mình thấy là rất là vui vì bên cạnh mình có những cái đồng đội có những đồng đội như là mình và cũng đang hy uh, sinh cống hiến cho quốc gia dân tộc như là chúng ta cho nên uh, rất được khuyến khích và bây giờ thì chúng ta hãy vào để đọc bài uh, tâm tình của đức quốc công tổng thống đào minh quân mong rằng chúng ta sẽ cố gắng uh, nhập tâm để nghe từng lời của ngài rót vào lòng chúng ta để biết Ngài quan tâm chăm, chăm sóc cho đất nước quê hương dân tộc chúng ta như thế nào trong thời điểm ngày hôm nay. Quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lấy lại đất tổ không làm khổ dân Bill Box 2807 Anaheim Cali 92814 Ngày 20 tháng 3 2021 Kính thưa đồng bào, quý vị anh chị em và các cháu. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với hội những người trẻ tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tư cách là tổng thống Mỹ năm 1981. Cũng là ngày tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất. Chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà nhất là những bạn thanh niên thiếu nữ những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày xung quanh cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng phẳng như chúng ta mơ ước khi được che chở nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà cha mẹ lại càng khó khăn hơn với chế độ cộng sản chúng tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu tinh thần và cách đối mặt với những điều bất trắc từ khi nhận trọng nhiệm tổng thống đại tam việt nam cộng hòa xin lỗi quý vị cho chúng tôi một phút xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi và thân thiết gọi quý vị và các bạn là anh chị em và các cháu chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được ý tưởng và những cảm xúc dân trào khi nghĩ đến anh chị em khi nghĩ đến anh chị em và các cháu nhưng đây là tấm lòng của tôi mong mọi người đọc qua vì tôi không hề muốn những điều mình biết những nỗi đau hay bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng chính niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là khôn khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi người xin xin lỗi để lau cái mắt kiến một chút nó hơi mờ quá mới là khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay học kinh nghiệm từ những người khác, từ những câu chuyện mình nghe hay biết được từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua nhiều điều đó mới chính thật là của mình. Mọi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Ngay cả lúc thất vọng, hãy luôn nghĩ về những điều từng mơ ước, hãy mạnh dạn tiến bước một cách tự tin, trầm tĩnh, vững vàng, không tự vằn vật, ân hận hay nói tiếc những gì đã qua. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại. Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm cứ làm theo cách mình tự tin đi theo con đường mình đã định đã cho là đúng đã cho rằng đúng dù chưa ai làm nên nhớ hạnh phúc và cảm giác trên từng chặng đường chứ không chỉ là lúc tới đích bất kỳ lúc nào cũng là điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước. Lúc lên tới đỉnh sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên tình cảm chân thành luôn là nguồn động viên lớn nhất đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình và cũng đừng quy kết số phận và cũng đừng quy kết cho số phận nếu vấp ngã mà hãy cố gắng tận nhân lực tất cả những gì trải qua là vốn liếng sống của chúng ta hãy sống thật với cảm xúc của mình và đừng quên những điều bình dị những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với tuổi thơ của mình những kỷ niệm đẹp cả những bản thân hồi thơ ấu những dư âm tiếng đàn bản nhạc làm cho mình xúc động sâu sắc đôi khi làm đau lòng nhưng sẽ giúp vượt qua khó khăn với đôi chân bàn tay và trí tuệ của chính mình mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn hãy sống giản dị chân thành và thật lòng những gì đã qua là vốn sống không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ bổ ích hơn nếu chúng ta chưa tìm thấy hãy tĩnh lặng suy nghĩ sâu sắc để nhận ra những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim không chỉ cầu mong hay ước mơ mà hãy hành động cuộc sống luôn có luật nhân quả sẽ luôn công bằng có trước có sau với tất cả mọi người chính chúng ta mới làm chủ chính mình chính chúng ta mới hiểu được mình là ai điều gì có thể làm được thì nên làm không cần bi quan vì chẳng giúp được gì thêm hãy lạc quan và tự tin chúng ta là những người hữu thần hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn một ngày mới hạnh phúc mới đang đến lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu trân trọng và thân mến đào minh quân triệu lệ trinh xin kính cảm ơn đức quốc công bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc và anh chị em cô chú trên diễn đàn đã lắng nghe lời chia sẻ của triệu lệ trinh từ bức tâm thơ của đức quốc công tổng thống đào minh quân thì qua bức tâm thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đạo minh Quân mới viết cho tất cả quý giới chức đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời, đề tam Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người dân Việt Nam trên toàn thế giới. Thì chúng ta rút ra những bài học như thế nào và chúng ta có cảm cảm xúc như thế nào đối với lá thơ, lá tâm thơ của Đức Quốc Công tâm thơ mà Đức Quốc Công đã gửi cho chúng ta. Khi chúng tôi vào FCC thì đã được trực tiếp nghe Đức Quốc Công huấn từ. Ngài dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Ngài an ủi cho chúng tôi rất nhiều. Vì Ngài hiểu rất rõ những người Việt Nam như chúng ta thật sự chúng ta chưa qua một trường lớp nào về quân sự chúng ta chưa qua một trường lớp nào về đối trọng với những tình huống khó khăn, nguy hiểm khi mà chúng ta dấn thân vào trong công cuộc của nguy dân tộc. Cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Nhưng đối với chúng tôi, những người đã được sống ở những đất nước tự do thì có vẻ là chúng tôi không bị áp lực từ đảng cộng sản việt nam cho lắm nhưng thực chất thì chúng ta vẫn còn một số sai lầm một số những tạp niệm một số những tính tình mà ở ngoài đời thường chúng ta vẫn thường trong cuộc sống gia đình bè bạn thì chúng ta hãy liên tưởng lại đến cuộc sống của chúng ta để hiểu như thế nào tại sao Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân phải răng dạy huấn từ cho chúng ta mỗi tuần. Vì Ngài biết rất rõ hoàn cảnh và nơi chốn của mỗi người thành viên đồng nhiệm của Ngài như thế nào. Ngài đặt mình vào trong hoàn cảnh của đối phương, của đồng nhiệm cho nên Ngài thông suốt và Ngài rất thông cảm. Ngài rất thương những cô chú anh chị em trong quốc nội mà đã tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam năm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài luôn luôn nói với chúng tôi rằng hãy thương cảm cho những anh chị em trong quốc nội. Vì sao? vì họ không được may mắn như chúng ta họ không may mắn thoát khỏi nanh vuốt của lũ ác ma cộng sản họ bắt buộc phải hứng chịu những đau thương những thiệt thòi từ đảng cộng sản việt nam suốt mấy chục năm nay những điều mà đức quốc công tổng thống đào minh quân truyền dạy cho chúng tôi thật là đúng bởi vì chung trong chúng ta nhiều lúc chỉ nghĩ rằng họ cũng là người chúng ta cũng là người họ biết vui chúng ta cũng biết vui họ biết buồn chúng ta cũng biết buồn họ biết nói lời cay đắng chúng ta cũng biết nói lời cay đắng họ biết giận dỗi thì chúng ta cũng thế nhưng đối với đức quốc công tổng thống đạo minh quân thì ngài đã vạch ra cho chúng tôi thấy được sự mất mát của những người dân những đồng nhiệm trong quốc nội như thế nào cho nên ngài luôn luôn khuyên chúng tôi hãy cố gắng tìm hiểu hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những người đang sống trong xã hội Cộng sản mà bị Cộng sản đàn áp, khủng bố, cướp bóc. Thì thử hỏi, chúng ta làm sao so sánh được với những quý giới chức đồng nhiệm của chúng ta trong quốc nội? Và đúng như thế, chúng tôi cũng đã từng sai lầm, chúng tôi cũng từng nghĩ mình như mọi người. Không biết phân biệt Những người là đồng nhiệm của chúng tôi thực chất thì có chung một điểm rất quan trọng là họ đã tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đề tam Việt Nam Cộng hòa đã góp lá phiếu đã đi vận động kêu gọi người dân xung quanh họ trưng cầu dân ý và từ điểm này chúng ta đưa ra một kết luận là chúng ta đã có một điểm chung rất quan trọng và rất ư quý báu mà có thể các thành viên trong gia đình của chúng ta cũng chưa thể so sánh được anh chị em chúng ta cũng có thể là chưa đồng tình với những điều mà chúng ta đang làm nhưng mà những giới chức đồng nhiệm của chúng ta từ phương trời xa diệu diệu diễn từ năm châu hoàng trên hoàng cầu họ đã cùng với chúng ta dấn thân và đấu tranh cho quê hương đất nước Việt Nam thoát khỏi ách cai trị của tà quyền cộng sản và nạn diệt chủng của tàu cộng xâm lược tuần vừa qua chúng ta cũng tiếp tục nhận được những thông tin đau lòng từ quốc nội những cuộc bị nhiễm độc gọi là ở số lượng lớn từ trong đất nước việt nam mà truyền thông của cộng sản cũng không thể nào giấu giếm được nữa bởi vì họ biết rất rõ những người dân hiện nay không thể nào mà Um, chịu ngồi im để cho cộng sản muốn làm gì thì làm một số người đã biết được quyền lợi của họ qua những thông tin tin tức từ chính phủ đề tam việt nam cộng hòa ở tại hải ngoại do đức quốc công tổng thống đào minh quân truyền bá những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ đã loan truyền những uh, quyền lợi của người dân từ trong nước để cho người dân không còn sợ hãi vì họ biết rõ ràng là đã có một chính phủ chính danh hợp pháp đứng ra để bảo vệ cho những người dân mà đã trưng cầu dân ý thuộc công dân của đệ tam việt nam cộng hòa và ngay cả những người dân việt nam chưa trưng cầu dân ý họ đang sống tại đất nước việt nam thì chính phủ cũng đã ra sức để bảo vệ cho họ ra sức truyền bá những tin tức có lợi cho người dân việt nam trong quốc nội và trên toàn thế giới thực chất thì chúng ta đang đấu tranh để giải cứu quê hương đất nước để giải cứu cho bà con dòng họ của chúng ta trong quốc nội nhiều hơn là cho bản thân của chúng ta ở hải ngoại nhưng mà nhờ có chính phủ thì người dân mới can đảm người dân mới có lòng tin và mới không còn e ngại cộng sản việt nam nữa Chúng ta thử đặt một câu hỏi. Nếu như không có sự hiện diện của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, không có sự thành lập một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Hoa Kỳ, thì việc gì đã xảy ra cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong suốt 45 năm qua tại miền Nam và gần 80 năm từ miền, đất, miền Bắc vào Nam? có thể nói là đất nước của chúng ta sẽ hoàn toàn lệ thuộc Tàu Cộng từ rất lâu lắm rồi, quý vị. Năm 1990, các vị nhân sĩ trí thức trong uh, gọi là hội lễ nghĩa liêm sĩ, trong đó có Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân và những nhà ái quốc chân chính, họ đã biết được âm mưu của Tàu Cộng là buộc cộng sản việt nam phải ký mật ước thành đô nếu như chưa có đến thời điểm mà để công khai thì hãy làm một cuộc gọi là họp báo mật tại tỉnh tứ xuyên trung cộng để rồi ký kết với nhau những cái mật ước giao việt nam vào tay của Tàu Cộng thì trong mật ước thành đô này có 15 bước để uh, tiến trình xác nhập Việt Nam của chúng ta thì chúng tôi cũng đã đọc cái bản mật ước thành đô này cho cô chú anh chị em được biết và hiện nay bản mật nghị thành đô do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và uh, một người nữa là Phạm Văn Đồng là nhân vật chính đã ký thì đã được loan tải trên các trang mạng truyền thông đại chúng. Nhưng mà đó cũng chính là sau khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã vạch mặt tên Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1990. Sự việc mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và các vị trong bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã uh, chính thức gọi là có văn bản, có văn bản những sự việc chứ Đức Quốc Công và chính phủ của chúng ta không phải là nói cho vui, không phải là dùng những tin tức truyền thông từ ngoài các trang mạng đại chúng chính phủ của chúng ta đã lật mặt tên hồ chí minh tại unesco và bằng chứng là unesco đã gửi cho người đại diện của chính phủ một bức thư để khẳng định không có việc vinh danh hồ chí minh là danh nhân thế giới nếu như tin tức này mà quý vị không tin tưởng có những người thì cũng bị dẫn dắt bởi dư luận, bởi truyền thông bất lương. Thì họ cũng nghĩ rằng chính phủ thì cũng nói giống như những cái đài truyền thông khác mà kho thôi. Nhưng quý vị hãy nên nhớ một điều. Chính phủ của chúng ta, của chúng tôi có bằng chứng và có những cái việc làm mà đã được ghi nhận bằng tài liệu rất rõ ràng nếu như Cộng sản Việt Nam có yêu cầu hoặc là có thư kiện thì chính phủ của chúng tôi sẵn sàng ra đối chất với Cộng sản Việt Nam. Còn về những người mà chưa hiểu biết về tình hình chính trị hoặc nghiêng ngã chưa tìm ra nơi trốn để mà gửi gắm cái tâm huyết của mình thì lời nói sau cùng của chúng tôi là chính phủ đại tam việt nam cộng hòa do đức quốc công tổng thống đào minh quân lãnh đạo khi truyền bá những tin tức đều có những bằng chứng thiết thực và tài liệu sẵn sàng đối chất khi đến thời điểm quan trọng cho nên những điều mà Quý giới chức, thành viên, đồng nhiệm của chúng tôi Chuyển tải cho quý vị Tại sao chúng tôi nói một cách hùng hồn Và tại sao chúng tôi không sợ Bị một thế lực nào Một cá nhân nào Gọi là uh, Thưa kiện Như là có nhiều người cũng đưa ra những cái lý luận là Chính phủ của chúng tôi thì Cũng giống như những tổ chức hội đoàn khác mà thôi thì có đấu tranh hay không thì cũng là uh, bao nhiêu năm rồi cũng không có được những cái uh, kết quả như thế nào. Một điều mà quý vị chưa biết đó chính là những thành quả của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đại tam Việt Nam Cộng hòa qua từng năm tháng có ghi nhận đầy đủ hồ sơ. Năm 1990 chính phủ của chúng tôi do cụ Nguyễn Trân đứng ra làm thủ tướng đầu tiên và các vị nhân sĩ trí thức đã thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để đối trọng với mật ước thành đô là một lý do rất chính đáng và quan trọng đối với công cuộc giải cứu quê hương đất nước, ngăn chặn Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, hán hóa và xác nhập Việt Nam một cách công khai vào Tàu Cộng. Thì câu hỏi lúc nãy tôi đã đặt ra, chúng tôi đã đặt ra là nếu như không có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay và 30 năm về trước, thì đất nước Việt Nam của chúng ta có còn hay không? thì câu trả lời dành cho các bạn riêng chúng tôi những thành viên đồng nhiệm của chính phủ thì biết rất rõ nếu như ngày đó và ngay cả ngày hôm nay chúng ta không có chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đức quốc công tổng thống đạo minh quân lãnh đạo thì e rằng cũng sẽ không có một triệu thị trinh lên diễn đàn để chia sẻ thông tin để nói về chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và những việc làm rất có ý nghĩa của chính phủ và đức quốc công tổng thống đào minh quân đó chính là sự khởi đầu của một chính phủ được thành lập một kết quả khả quan và vô cùng ý nghĩa quan trọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tại sao mật ước thành đô cho đến ngày hôm nay mới nhen nhúm được truyền tải trên các trang mạng thông tin xã hội? Bởi vì họ không thể nắm được tin tức thật sự, những đài truyền thông khác không có tin tức chính xác và không có văn bản thật sự còn chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa do đức quốc công lãnh đạo đã có đầy đủ bằng chứng cho nên ngài đã đưa ra thông tin này ngoài các trang mạng để tất cả các hội đoàn tổ chức khác biết được và chuyển tải xa hơn đó là những thành quả đầu tiên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Một thành quả thôi, một kết quả thôi, thì chúng ta đã thấy gọi là tâm vốc của một chính phủ chính danh hợp pháp do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một vị lãnh đạo duy nhất có khả năng. Có nghĩa là cũng có thể có một người nào đó đứng vào vai trò thủ tướng. Nhưng thời gian họ có chịu nổi hay không? Có ai kiên trì để nắm vững, để giữ vững một chính phủ sống tại hải ngoại trong suốt 30 năm và những công hàm của các tổng thống gọi là đồng minh như là tổng thống Bill Clinton và tổng thống donald trump hoặc giả là của tân tổng thống joe biden ngày hôm nay thì quý vị có thấy là có ai nhận được các công hàm quan trọng như chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đức quốc công lãnh đạo hay không dạ thưa là không đâu chứ bởi vì thiên hạ thì có một nói mười hoặc là họ vẽ ra rất là nhiều những uh, ảo tưởng có nghĩa là họ làm cho mọi người có cảm tưởng như là chúng ta đang chơi trò cúc bắt hay là đang đóng một cuốn phim nhưng chúng ta hãy nhìn nhận cho rõ ràng cái sự thật vì cộng sản cũng muốn chúng ta nghĩ như thế có nghĩa là cộng sản cũng làm ra những cái giả tạo để cho người dân ngộ nhận rằng có quá nhiều những tổ chức, những hội đoàn, những kẻ giả, những kẻ thật trà trộn thì người dân không có thể nào nhìn nhận ra được và từ đó sẽ suy yếu cái tinh thần của những người Việt Việt Nam mà muốn gọi là đứng lên để giải trừ cái nạn cộng sản cho quốc gia dân tộc. Nếu như chúng ta không có sự nhìn nhận thấu đáo, thì làm sao chúng ta có thể tìm ra một chính phủ chính danh hợp pháp? Chúng ta có thể tìm ra một người lãnh đạo anh minh sáng suốt với muôn vàng cạm bẫy giữa chốn gọi là uh, giữa chốn mà uh, chính trường đó chính trường chính trị vô cùng hiểm ác ở đây chúng ta rất là an tâm và tin tưởng nơi sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân. Vì chúng ta tìm hiểu rõ ràng từ từ gốc gốc ngọn có nghĩa là từ nơi xanh nơi xanh uh, quê quán của Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân trước năm 1975 tại quốc, quốc nội có nghĩa là khi Ngài còn ở trong Việt Nam, Ngài là Trung Quý, Việt Nam Cộng Hòa. Và sau năm 1975, Ngài bị bắt vào trại cải tạo, trại tù đó quý vị, trại tù cải tạo của Cộng sản 3 năm. Nà, Ngài cũng nếm trải những cay đắng ngọt bùi. Nhưng mà Ngài có nghĩa là Ngài biết cách xoay sở Ngài khôn khéo để tránh né những đòn roi mà Cộng sản giáng xuống đầu của những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngài âm thầm để chờ đợi cơ hội và vượt thoát trại tù của Cộng sản. Ngài đưa gia đình của Ngài xuống tàu để vượt biên cùng với 524 thuyền nhân. 23 thuyền nhân và ngày nữa là 524. Để vượt trùng dương đến đảo Bolo Tanga, vượt thoát. Và sau cùng thì Ngài đã đến được Hoa Kỳ. Và hành trình của Ngài thì như thế nào? Những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ cũng đã từng thuyết giảng về những giai thoại mà đức quốc công tổng thống đạo minh quân đã uh, gọi là dấn thân đó đã là gặp phải những giai thoại thực sự thì khi mà đã thoát khỏi những cái cảnh uh, nguy hiểm rồi thì chúng ta nghĩ là những giai thoại nhưng mà nếu như chẳng may ngài không thoát khỏi thì ngày hôm nay ngài đã không có còn hiện diện với chúng ta nữa đúng không quý vị tại vì khi chúng ta đã biết đó những người mà họ vượt biên đó quý vị thì cũng cả triệu người đã chết ở trên biển cả và có một số rất đông những phụ nữ những em gái đã bị hải tặc làm nhục đến điên điên khùng khùng hay là bị quan sát xuống biển mất tích cho nên số mạng của đức quốc công tổng thống đạo minh quân là vận mạng của một bậc thiên tử một bậc gọi là hiền triết mà để cứu dân cứu nước đó quý vị cho nên không dễ gì mà ngài uh, chịu thua với số phận không dễ gì mà ngài gặp nạn khi mà ngài có gặp nạn cũng được ơn trên thượng đế trời phật cứu giúp để ngày hôm nay ngài tiếp tục công cuộc cứu nước bởi vì một người mà có tâm với đất nước quê hương dân tộc có lòng thương yêu bao la rộng lớn như đức quốc công thì trời phật ơn trên thượng đế sẽ cứu giúp ngài để ngài cứu giúp cho chúng ta và cho uh, dân tộc việt nam của chúng ta ngày hôm nay đó quý vị thì chúng tôi cũng nói sơ qua cho cho quý vị biết thôi về lá số tử vi của đức quốc công tổng thống đào minh quân vì có nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao có rất là nhiều cái thời điểm nguy hiểm và có quá nhiều những giai thoại về đức quốc công tổng thống đào minh quân thưa rằng vì đức quốc công là chân mạng thiên tử đã đặt để ngài đã được biệt phái từ thiên đình xuống trần gian để cứu nguy cho dân tộc việt nam thì dù cho ngài có gặp những cảnh nguy hiểm thì ngài cũng thoát khỏi mà thôi bởi vì ngài có thiên thần độ mạng việc này thì có thể là uh, khi chúng ta chia sẻ đó chúng ta chia sẻ thì có nhiều người cũng uh, biểu 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 môi hay là già biểu nhưng mà thật ra quý vị ạ à, có một vị thầy tên là nhân quan ở tại việt nam rất nổi tiếng khi ông tiếp kiến tổng thống đào minh quân lúc bấy giờ tổng thống vẫn chưa làm thủ tướng ngài chỉ mới là một triệu phú mà thôi khi ông gặp tổng thống đào minh quân thì ông xem lá số tử vi cho Đức Quốc Công. Vì nếu mà mình đến thì người người đó sẽ hiện, sẽ hỏi là ngày tháng năm sinh đúng không? Ngày tháng năm sinh rồi à, tuổi mà khi Đức Quốc Công nói ngày tháng năm sinh của mình giờ giấc thì vị thầy này đã coi lá số tử vi cho Đức Quốc Công nằm trong cung mệnh của thiên tử có nghĩa là không có ai có một lá số tốt như thế có sao bổn mạng bao quanh nghĩa là bảy vì sao mà quan trọng nhất bao quanh quanh bổn mạng của đức quốc công để bảo vệ thì như chúng ta đã nói ngài thoát khỏi những cảnh gọi là nguy hiểm cũng bởi ơn trên thượng đế trời phật đã biệt phái những vị thiên thần, thiên binh thiên tướng để bảo vệ cho Đức Quốc Công Tổng thống đạo Minh quân khỏi gặp những cơn nguy hiểm. Khi mà có những cái sự nguy hiểm thì ngài cũng sẽ vượt qua khỏi mà thôi. Và cũng chính vì cái bổn mạng của ngài như vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy rõ ràng nếu như mà một người không có tâm địa tốt hoặc là một người không có trí tuệ đó thì cũng không có thể nào gọi là có lá số tốt mà ân uh, đức hay là phước đức được uh, vĩnh tồn cho được đằng này thì uh, ngài vừa là uh, chân mạng thiên tử rồi ngài cũng vừa tu tâm tích đức do chính uh, cái tâm tánh của ngài do chính gia đình của ngài đã dạy từ lúc nhỏ nhưng chúng ta đã biết tiểu sử của đức quốc công từ lúc mà ngài lên năm và đi học mẫu giáo đó quý vị thì bây giờ thì chúng ta gọi là mẫu giáo đó thì ngài đã được gia đình gửi vào trường của trường dòng của các phe để học hỏi để học về đạo hạnh và ngài thì là uh, gia đình đạo gốc đạo công giáo cho nên gia đình của ngài rất là nhiều cậu bên cậu của ngài thì cũng có vài người cũng đã lên đến phe rồi lên đến đức hồng hồng giáo chủ có nghĩa là một chức chức cao trong đạo công giáo đó cho nên từ thử bé thì ngài đã có một đức hạnh cái đạo đức của ngài được gia đình như là dạy dỗ cho tâm tánh của ngài là một người có đạo cho nên ngài luôn luôn gọi là theo cái lề lối của những người mà đã được học đạo đạo đức của những người tu hành và sau cùng thì ngài uh, dược biên và qua đến đảo thì trên hành trình mà ngài đi đó thì cũng có rất là nhiều cái giai thoại nhưng ở đây chúng ta nói sơ lược thôi về những giai thoại mà ngài đã gặp để biết được vị lãnh đạo của chúng ta là như thế nào vừa là chân mạng thiên tử có ơn trên thượng đế trời phật phù hộ độ trì mà vừa là do tâm đức mà ngài đã có sẵn trong dòng máu hào hùng của đức thánh vương trần hưng đạo bởi vì ngài cũng là một hậu duệ của đức thánh vương trần Hưng đạo có nghĩa là uh, cháu uh, tử tôn đó tôn tử của uh, tôn tử của uh, đức thánh vương trần Hưng đạo qua uh, mấy đời thì uh, chúng ta biết là dòng máu hào hùng trong cái gen tự nhiên của một con người thì đã có sẵn rồi và thêm nữa là ngài đã được giáo dục trong một môi trường đạo đức và rất là hiền lành đức hạnh của gia đình cho nên dù cho chúng ta có tin hay không tin thì cá nhân tiểu sử của đức quốc công tổng thống đạo minh quân cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều là sự thông minh lòng yêu quê hương đất nước của ngài cũng một phần nào nói đến sự giáo dục của xã hội sự giáo dục của gia đình, bản chất tự nhiên, dòng máu hào hùng của một con người. Thì làm sao mà chúng ta không nhận ra một vị lãnh đạo có một không hai ở thời đại thế kỷ 20 và 21 này? Khoan nói đến lá số tử vi, khoan nói đến những điều tâm linh thì chúng ta cũng đã nhận biết Ngài là nhân tố đặc biệt được sinh ra và để cứu dân, cứu nước Việt Nam trong thời buổi loạn lạc ngày hôm nay. Thời buổi ngày loạn lạc ngày hôm nay đó như chúng ta đã biết có nhiều người không nhìn ra lắm quý vị, ở trong đất nước Việt Nam có nhiều người đó thì họ cứ nhìn bằng cặp con mắt thường của một người bình thường, giống như một người là người ta gọi là Uh, thường dân đó thường dân mà quá là uh, bình thường của của cái nhìn của một con người chứ không có nhìn xa hiểu rộng đó người ta chỉ thấy Việt Nam có nhà lầu có xe hơi nhưng mà người ta đâu có nhìn thấy trước năm 1975 Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông có nhà lầu có xe hơi trong thời chiến tranh cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Một mặt phải đối, phải đối đầu với các thế lực thù địch. Manh nha xâm chiếm nước nhà là tàu cộng, là cộng sản, là thực dân. Nhưng Ngài vẫn lãnh đạo để xây dựng một Sài Gòn. Trên dưới 10 năm, thành một hòn ngọc viễn đông có đầy đủ tiện nghi xe hơi nhà lầu máy lạnh tivi và ngay cả xe la dallas cũng đã được sản xuất ra tại miền nam việt nam của chúng ta thời bấy giờ năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm sáu mươi tám sáu mươi ba do sự lãnh đạo của cố tổng thống ngô đình diệm và tiếp đến là đệ nhị việt nam cộng hòa do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Một hòn ngọc viễn đông trong thời chiến. Còn bây giờ Cộng sản Việt Nam suốt 45 năm gọi là thống nhất đất nước. Hòa bình không tiếng súng. Vậy mà số người chết của dân Việt Nam mỗi ngày còn hơn số người chết trong thời đệ nhất và đệ nhị thế chiến vậy thì chúng ta thấy cái sự lãnh đạo mà gọi là ngu dốt hèn hèn với giặc ác quý dân của cộng sản đối với đất nước việt nam của chúng ta là như thế nào dân tình bệnh hoạn nằm la liệt không có giường để cho bệnh nhân nằm không có giường để uh, cho gia đình nạn nhân nằm thì đã đành nạn nhân thì nằm la liệt một số người không có tiền thì tự sanh tự diệt tự chết và tự chôn xuống đất cũng không có một cái hòm để chôn để rồi lên mạng kêu kêu cứu cộng đồng ở đây chúng ta không trách những người dân việt nam chúng ta không khinh chúng ta không cười mà chúng ta chua xót đau thương cho dân tộc việt nam của chúng ta vì viễn cảnh nó ngay trước mắt của chúng ta mà còn mơ hồ còn không hiểu được thì thử hỏi nhân đã gây thì quả như thế nào chúng ta cũng đã biết nếu chúng ta u minh chúng ta u mê chúng ta phó mặc cho cuộc sống cho ông trời thì đương nhiên ma quỷ cộng sản sẽ lợi dụng và sẽ khống chế linh hồn của chúng ta mà thôi. Ở đây chúng ta nói tiếp về vấn đề hiện tại của đất nước Việt Nam. Hiện tại của đất nước Việt Nam, Cộng sản đang dăng ra nhiều cạm bẫy. Hiện tại và trong tương lai. Tại sao đất nước Việt Nam không có trường cho trẻ đến nếu như nói có trường, tại sao quá nhiều những người ở độ tuổi đi học, thất học, phải đi buôn bán vé số, không biết đọc chữ, ở độ tuổi 20 cũng không biết đọc chữ là là như thế nào. Nếu như có trường học, có thầy cô giáo đàng hoàng, có điều kiện, thì làm gì có những đứa trẻ trong độ tuổi đi học phải cầm hai ba trăm tờ vé số để đi bán, chia nhau đi bán, và rồi, Cộng sản Việt Nam trút tiền bạc của quốc gia dân tộc vào trong cái gọi là tài sản cá nhân của chúng. Và hiện nay, chúng đang lập ra những chùa chiền Có nghĩa là chúng cơ chế lại hệ thống. Chúng trút phế, chúng cào, chúng phá những chùa chiền và những sư chính thống của phật giáo chính chính thống của việt nam của chúng ta có nghĩa là những người tu hành thật sự đó quý vị đã bị chúng khống chế bắt buộc phải lên rừng hoặc là từ bỏ hoặc là phải nghe theo chúng nghe theo những điều gọi là uh, mệnh lệnh của chúng đã đưa xuống nếu như không nghe theo thì coi như không thể nào tu hành cho được hiện nay chúng đã những chùa chiền rất là quy mô rồi chúng ta sẽ xem nhé những chùa chiền này sẽ làm lợi gì được cho đất nước và quê hương dân tộc của chúng ta đây tiền của này là của ai xây lên những chùa như là thiên đình như là một cái hoàng cung để cho ai ở những ông sư chăng những ông sư này thành phần nào những ông sư nào mà có điều kiện có khả năng để được cộng sản đưa vào những chùa chiền gọi là to lớn như cung điện quy nga đây là hang ổ của cộng sản việt nam và tàu cộng những người việt nam của chúng ta nên gọi là suy xét để đừng bị ác ma ác quỷ dẫn dắt chúng ta đi vào con đường gọi là hiến dân uh, cả máu và nước mắt của gia đình và con cháu mình cho chúng nuôi cho chúng ăn mập thay rồi chúng ngồi trên đầu trên cổ của người dân qua những hình dáng của những vị chân tu chúng lợi dụng tôn giáo chúng lợi dụng phật giáo chúng lợi dụng công giáo chúng kích động xuống đường biểu tình bạo động bất bạo động giết người giữa đường như là uh, cái câu chuyện của một vị hòa thượng đó quý vị thời việt nam cộng hòa đã xuống đường rồi thì chúng tẩm xăng để đốt chết vị hòa thượng này và phao rằng vị hòa thượng này tự thiêu thì thử hỏi ngày trước chúng ta còn nhỏ dại chúng ta không biết gì thì đã đành ngày hôm nay chúng ta đã lớn đã có cái đầu đã có cái óc đã có con mắt và lỗ tai để nhìn trí tuệ để đi tìm hiểu sự thật thì hỏi ơi ngày hôm nay chúng ta mới nhận ra rằng những điều mà cộng sẵn bài ra quá ư là rõ ràng mà chúng ta còn ngu muội còn khờ khảo, còn ngỗ nhẫn. Cho nên 45 năm, dân tộc Việt Nam chìm đắm trong khổ ải. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả. Tại sao tôi nói như vậy và rất mạnh mạnh miệng? Bởi vì chính chúng tôi cũng trong thành phần những người dân Việt Nam mà cũng luôn suy nghĩ rằng chúng ta chỉ sống một đời sống bình dân bình dị không cần quan tâm đến xã hội không cần quan tâm đến chính trị hãy để mặc cho những người làm chính trị họ điều khiển họ lèo lái đất nước như thế nào thì cũng mặc cho nên ngày hôm nay kinh nghiệm chúng ta rút ra là mỗi người dân là một ý kiến là một sự nhận thức để tất cả những kẻ nào muốn lợi dụng quyền quy quyền lực để rồi đàn áp người dân để rồi cướp của giết người mà không có bị pháp luật trừng trị thì chúng cũng e dè chúng cũng sợ bị người dân đưa chúng ra trước ánh sáng bởi vì người dân ngày hôm nay đã có chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đệ tam việt nam cộng hòa bên cạnh đức quốc công đã hiện diện cho chúng ta được thấy rất rõ ngài là vị lãnh đạo rất anh minh và sáng suốt có đường lối chiến lược rõ rệt và dễ hiểu để người dân có thể tham gia trực tiếp bằng lá phiếu trưng cầu dân ý của chúng ta rất nhẹ nhàng nhưng rất hữu hiệu cho công cuộc hôm nay và mai sau của đất nước chúng ta vì chúng ta có uh, nghị lực chúng ta có trí tuệ thì tương lai của chúng ta mới sáng lạng thì con cháu của chúng ta mới mạnh dạng để sống và cất lên tiếng nói của một con người như là bao nhiêu người khác ở các nước phương tây nếu cha mẹ chúng e dè sợ sệt thì sẽ gây ảnh hưởng đến con cháu và nếu con cháu của chúng ta cũng e dè sợ sệt thì trở thành nhút nhát và xã hội việt nam sẽ bị ma quỷ gọi là dẫn dắt đó là cái quả mà chúng ta phải trả cho sự hèn nhát và thiếu hiểu biết của chúng ta ngày hôm nay tôi mạnh dạng chúng tôi mạnh dạng nói lên điều này để khuyến khích người dân việt nam hãy mạnh dạng trưng cầu dân ý vì chỉ có trưng cầu dân ý chúng ta mới từ đây mà đứng lên dân tộc việt nam từ đây đứng lên vì khởi nguồn cho một cuộc cách mạng tâm trị tâm trị là từ cái tâm của chúng ta đầu tiên tại sao tôi dám lên trên cộng đồng mạng để nói những điều này với quý vị đây cũng chính là một gọi là động lực mà mình phải lấy hết can đảm của mình À, những cái thời gọi là mới lên livestream đó quý vị mới bắt đầu lên để mà truyền tải thông tin trên truyền thông đại chúng thì đương nhiên cũng cũng sẽ có sự uh, không được uh, không được tự nhiên cho lắm có nghĩa là cũng hơi e dè nhưng mà nếu chúng ta trong chúng ta mỗi người đều sợ sệt e dè thì làm gì có một triệu thị trinh thì làm gì có một đại biểu pha lê thì làm gì có một thiếu tướng Kim Lan và một chủng tướng Kim Quỳnh. Làm gì có những tướng lãnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày hôm nay để đứng ra cứu dân, cứu nước cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Nếu Đức Quốc Công chỉ có một mình ngài là can đảm, là dám hy sinh cho đất nước quê hương dân tộc, nếu chỉ có một mình đức quốc công là có chiến lược và có biện pháp để đối trọng với tàu cộng và cộng sản việt nam mà không có người dân ủng hộ ngài thì thử hỏi làm sao ngài có thể thành công nhanh chóng cho được bằng con đường tâm trị bằng thế quốc dân chính là mỗi lá phiếu của người dân trong đất nước và trên toàn thế giới câu hỏi được đặt ra cho quý vị và sự hiện diện của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã chứng minh rằng dân tộc việt nam không thiếu những người có tấm lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho công cuộc cứu dân giúp nước cùng với đức quốc công tổng thống đào minh quân và tại sao chúng tôi can đảm, chúng tôi mạnh dạng như thế? Bởi vì chúng tôi đã có một vị lãnh đạo vô cùng thông minh, trí tuệ và đầy đủ tình thương với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng nơi Ngài tuyệt đối. Cho nên, dù cho chúng tôi có hiến dân thân mạng của mình cũng xứng đáng vì ý nghĩa và công cuộc sẽ thành công với sự lãnh đạo của đức quốc công tổng thống đào minh quân chúng ta lấy một điều mà chúng ta cần phải nói ở đây nếu như tôi yêu quê hương đất nước của mình mà tôi không tìm được một chính phủ có khả năng tôi không tìm được một vị lãnh đạo cho tôi thấy được khả năng của ngài tôi không tìm được một vị lãnh đạo mà cho tôi thấy được lòng yêu quê hương đất nước của người. Tôi không tìm được một vị lãnh đạo cho tôi thấy được sự hy sinh của người, những việc làm của người trong những thời gian vừa qua. Thì tôi có mạnh dạn để mà sẵn sàng hy sinh tất cả cho công cuộc giải thể tàu quyền cộng sản và cứu dân giúp nước hay không cũng chưa chắc đâu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có chính phủ, chúng ta đã có vị lãnh đạo tối cao là Đức Quốc công Tổng thống đạo Minh quân. Tiểu sử của ngài đã cho chúng ta thấy được hết tất cả những việc ngài đã làm và đã hy sinh như thế nào cho đất nước quê hương dân tộc của chúng ta trong hơn 30 năm qua. Thì hãy mạnh dạn bỏ lá phiếu trưng cầu dân ý đã có đức quốc công cùng đồng minh luôn luôn quan tâm đến những người dân trong quốc nội và các quý giới chức thành viên đồng nhiệm của chúng ta thì bây giờ chúng tôi xin mở một bài thơ của đức quốc công tổng thống đạo minh quân để thay đổi không khí nhẹ nhàng một chút cho quý vị được nghỉ ngơi, nghỉ xả hơi rồi chúng ta tiếp tục hướng dẫn trưng cầu dân ý. Mình sẽ tìm đến trang của Quang Thiên để tìm những bài thơ quen thuộc và rất là hay và luôn đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trang Quang Thiên đã góp công sức vào việc chuyển tải thơ văn của đức quốc công tổng thống đào minh quân những tập thơ rất là có giá trị rất đẹp và chứa đựng tình cảm và sự hy sinh của một người đang vì nước vì dân một đồng nhiệm như chúng tôi đã đóng góp ít nhiều công sức của mình vào công cuộc này bằng việc mà chuyển tải thơ văn của đức quốc công và một vị đồng nhiệm của chúng tôi đã đồng cảm với những lời trần tình của đức quốc công tổng thống động quân và qua những tuyệt tác phẩm của đức quốc công đồng nhiệm đã ngâm rất là truyền cảm đã cùng nhau gọi là tỏ bài tình cảm của mình trong thơ văn của Đức Quốc công người viết người ngâm đều có chung một tâm tư là làm sao phải giải cứu cho được quê hương đất nước của chúng ta thoát khỏi tay của bọn tà quyền cộng sản Việt Nam và hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe và cùng thưởng thức và cùng cảm nhận những tuyệt tác phẩm của Đức Quốc công Chúng ta có một điều là có nhiều người nói ờ uh, họ nghe như thế nào không biết thì họ nói là thơ của Đức Quốc Công á uh, thì theo như họ thì phân tách này nọ nọ kia đó uh, thì cũng là giống như thơ của những người uh, làm thơ hay thôi. Nhưng mà thực chất không phải như vậy quý vị. Khi mà mình hiểu tâm tư, mình hiểu tâm tư của người làm thơ, người cảm tác thì mình sẽ cảm nhận được từ trong thơ như thế nào một bài hát có thể sáng tác rất hay nhưng mà nó không đúng với thực trạng nó không đúng với thực trạng thì chúng ta cũng không có thể nào cảm được còn đây là thơ văn của đức quốc công chính vì lòng yêu quê hương đất nước của ông chính vì sự quan tâm và trăn trở cho vận mạng của đất nước mà ông đã làm nên những quần thơ như thế này trong những lúc mà có thể nói là ông không có tâm sự với ai ta tháng với chính mình buồn vì đất nước quê hương dân tộc của chúng ta chưa được thoát họa cộng sản bởi vì sao vì nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu vì người dân việt nam của chúng ta chưa nhìn ra được sự mất mát đau thương của quốc gia dân tộc chưa nhìn ra được âm mưu xâm lược của tàu cộng không tiếng súng qua những thực phẩm bẩn những nhà máy xả độc trên toàn vẹn lãnh thổ việt nam những sự mua bán đất đai của quan chức cộng sản việt nam khiến cho tàu cộng di dời vào đất nước của chúng ta để xả thải và luôn tiện chúng thiết lập quân đội từ trong các nhà máy này. Chúng ta có thấy là rất nguy hiểm hay không? Những công nhân làm trong các nhà máy xí nghiệp mà do Tàu Cộng thu mua từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất ư là rộng rộng lớn có nghĩa là một phạm vi rất là uh, rộng họ rào lại và họ không cho phép những người việt nam đi vào đó cái khu vực mà có những hãng xưởng của tàu cộng đặt ở tại cái uh, vùng miền đó đó thì người dân cũng không có việc làm phải tha phương cầu thực tại sao vậy bởi vì tàu cộng đem công nhân của chúng từ nước tàu qua để mà sản xuất ở trong đó và thanh niên tàu cũng được đưa qua vừa làm lợi cho chúng vừa là gọi là trá hình công nhân trá hình có nghĩa là chúng là quân đội một ngày nào đó đất nước của chúng ta nếu như mà có biến thì chúng sẽ tỏa ra để khống chế những người dân lương thiện hay là tất cả những người dân mà gọi là có tấm lòng với quê hương đất nước cho nên chúng ta phải thấu hiểu những điều này để chúng ta ngăn chặn được âm mưu của tàu cộng trước khi chúng thi hành anh chị em cô chú bác những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời hãy cảnh giác điều này nếu như một ngày chính phủ quốc gia việt nam cộng hòa trở về những hãng xưởng này là chúng ta phải cảnh giác đầu tiên vì thực chất chúng toàn là người tàu đã được tải qua từ tàu cộng để nằm sâu trong đất nước của chúng ta với cái chiêu bài là công nhân hãng xưởng của chúng thì chúng tôi nhớ những điều nào thì chúng tôi chia sẻ cho cô chú anh chị em điều đó và những điều mà có thể là ghi nhận quan trọng thì anh chị em cô chú bác hãy nhớ khắc ghi trong tâm trí của mình để rồi khi mà đến thời điểm thì chúng ta sẽ biết được nơi chốn nào là nơi trốn mà nguy hiểm và chúng ta cần phải khống chế đầu tiên và tìm cách để khắc phục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài thơ nhé. Và những chùa chiền nữa nha quý anh chị em, chùa chiền mà càng lớn thì phải càng coi chừng, có nghĩa là phải uh, quan sát và phải uh, giám sát. Đó. Có nghĩa là mình từ xa mình đã biết rồi mình giám sát âm thầm. Mình không cần ra mặt đâu. Tại bây giờ chúng được sự bảo vệ của Cộng sản Việt Nam. Nếu như mà chúng ta đó ra mặt để chống đối. Có nghĩa là chúng ta có một mình. Hoặc là chúng ta có một một nhóm người nào đó mà ra mặt thôi. Thì chúng ta khoan. Đừng. Đừng nên giọng động. Hãy âm thầm. Chờ thời cơ khi hiệu lệnh của đức quốc công tổng thống đạo minh quân thì lúc đó chúng ta sẽ cùng một lúc gọi là hành động theo mệnh lệnh của đức quốc công tổng thống đạo minh quân chúng ta chỉ cần biết như thế và hiện nay trong đất nước việt nam thì cô chú anh chị em nào có điều kiện tiếp cận hoặc là uh, chúng ta cũng ở gần đó thì chúng ta quan tâm xem xét và ghi nhận một cách âm thầm có thể chúng ta chuyển tải cho bà con anh chị em con cháu của chúng ta biết điều này bằng những lời chia sẻ rất ư là khéo léo để cho người đối diện nghe và hiểu được chúng ta muốn chuyển tải điều gì và phải là một điều uh, thiết thực vạch rồi rất là thiết thực có sự dẫn chứng phân tách rõ ràng để thuyết phục được những người xung quanh của chúng ta chứ đừng có gây lên những cái gọi là tiếng vang không cần thiết để rồi chúng ta sẽ bị thiệt hại không không có nên đó là lời chia sẻ của chúng tôi chúng ta nghe một bài thơ và có thể là chúng ta sẽ chia tay nhau hôm nay là trời quá đẹp chủ nhật trời cali hôm nay rất là đẹp quý vị làm cho chúng ta cũng cảm thấy vui vui trong lòng quang thiên thì xuân ơi xuân xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy còi mai già mà mùa xuân quên mặc áo mới hèn họ xa xưa còn quên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mộng xuân đã chín đỏ bàn tay nấn yêu hoa cúc bàn tay hiu hắc giọt lễ sâu à rồi đúng rồi tôi đã tìm ra một bài hát của hai ca sĩ có tình hương yêu quê hương đất nước việt nam lai láng và hôm nay xin được giới thiệu với quý vị mình quên nữa mình đã để sẵn mà mình quên xin mời quý vị lắng nghe nhé ngọc anh và minh quân thực hiện những bài ca của một thời chinh chiến đã qua để riêng lại các bạn hữu xin hãy đón nhận như một tình cảm của chúng tôi dành cho các bạn thì vừa rồi cô chú anh chị em đã nghe bài hát uh, do Ngọc Anh và uh, Tổng thống Đào Minh Quân trình bày thì uh, giọng ca truyền cảm đó cũng chính là phu nhân đệ nhất uh, của chúng ta, phu nhân của đức quốc công Tổng thống Đào Minh Quân thì hai vị cũng có ra tâm hồn nghệ sĩ từ khi mà hai vị ở trong nước như chúng ta đã biết con người của chúng ta thì có những cái uh, ý thích cái như là sở thích hai vị thì có uh, khả năng ca hát và cũng rất thích ca hát nhưng mà vì công cuộc giải cứu quê hương đất nước vì bổn phận trách nhiệm của đức quốc công quá nặng nề cho nên ngài không có uh, thể nào mà uh, có thời gian nhiều để uh, hát những bài hát mà ngài ưa thích ngài chỉ có thể là khi khi ngài ngồi một mình nhớ về quê hương đất nước đau đau buồn vì chưa thể giải thể tàu quyền cộng sản trong thời gian nhanh nhất để giải thoát cho dân tộc Việt Nam để không còn thấy những cảnh đời đau khổ trước mắt chúng ta vì không phải nó hiện thì diễn ra trên trước mắt chúng ta thì chúng ta mới đau mới khổ mà vì ngài biết rất rõ dân tộc Việt Nam của chúng ta đã bị tàu cộng âm mưu hán hóa ngài nhìn rất rõ từ mấy chục năm về trước cho đến ngày hôm nay chúng ta thì chỉ mới bước chập chững để tập tành cứu dân cứu nước qua mái trường của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa do sự lãnh đạo của đức quốc công tổng thống đào minh quân nhưng mà trong suốt bốn năm vừa qua sự hiểu biết của chúng ta do đức quốc công tổng thống đạo quân đã truyền dạy được tăng lên những tạp niệm những tánh hư tật xấu trong chúng ta đã dần dần giảm đi có nghĩa là con người chúng ta trở nên tốt lành hơn và có nghị lực hơn và sống có ý nghĩa hơn chúng ta cảm thấy đời sống của chúng ta hiện nay rất quý vì chúng ta phải sống mới đóng góp công sức của mình cho công cuộc giải thể tà quyền cộng sản và cố dân giúp nước nếu chúng ta không biết quý sức khỏe và cuộc sống của mình thì làm sao lấy ai thay thế chỗ của chúng ta lấy ai để cùng đóng góp công sức với chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ngài cũng từng nói với chúng tôi một điều mà đương nhiên tất cả những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ đa phần cũng đã biết điều này chúng ta không làm thì ai làm ví dụ như tôi nghĩ rằng thôi thì đất nước việt nam là của chung là của chính là của một trăm triệu dân chứ không phải của riêng tôi nếu như một mình tôi làm thì cũng chẳng được gì mà tại sao những người khác không làm nếu như tôi nghĩ như thế chúng tôi nghĩ như thế chúng ta nghĩ như thế thì những người khác cũng nghĩ như chúng ta thì làm gì có chuyện mà chúng ta giải cứu quê hương đất nước bằng cách nào chúng ta giải cứu quê hương đất nước khi mà bản thân chúng ta không cống hiến không tham gia chúng tôi cũng đã từng suy nghĩ chúng tôi đã quyết tâm để cứu dân cứu nước bằng cách chuyển tải lá phiếu trưng cầu dân ý đến hệ thống trưng cầu dân ý của chính phủ để ủng hộ cho đức quốc công tổng thống đào minh quân để ngài nhận trọng nhiệm tổng thống để xứng danh ngang tầm với các quỷ vị nguyên thủ quốc gia để đứng ra lãnh trọng nhiệm nặng nề là đối đầu với tàu cộng xâm lược và cộng sản việt nam nếu chúng tôi chỉ là ủng hộ vậy thì ai sẽ là thành viên đồng nhiệm của chính phủ cho nên quyết định tham gia chính phủ, quyết định sẽ làm theo đường lối chính sách chính phủ đã đưa ra. Dù rằng chúng ta có bị hạn chế những thói quen có là có nghĩa là những cái thói quen ở ngoài đời thường. Chúng ta thường đua đòi. Chúng ta thường xem những cuộc liên hoan gặp gỡ bạn bè là quan trọng ngày hôm nay chúng ta đã không còn thấy sự gặp gỡ bạn bè là quan trọng nhất chúng ta không còn thấy phải có một đời sống vật chất là quan trọng nhất mà chúng ta thấy rằng việc giải cứu quê hương đất nước và dân tộc việt nam là quan trọng nhất mỗi người một lá phiếu là một sức mạnh được gọi là gom góp lại một hạt cát một hạt bụi gom góp lại thành cơn bão cát có thể làm cho quân thù lùi bước vì đã bị bùi cát tấn công vào mắt của chúng đó là những điều rất là đơn giản mà chúng tôi chúng ta cần phải khẳng định rất rõ ràng chúng ta có thối chí hay không và công cuộc này có dễ dàng như chúng ta nghĩ hay không công cuộc mà chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cất công, đã kiên trì hơn 30 năm. Vậy thì thời gian của chúng ta chỉ là 3 năm, 4 năm, 2 năm. Có đáng là bao? Sự đóng góp của chúng ta là bao nhiêu? Nói cho cùng, sự đóng góp của chúng ta cũng là sức mạnh giúp cho chính phủ và đức quốc công tổng thống Đạo minh quân có thêm sức mạnh của thế quốc dân. Vậy thì lá phiếu của chúng ta hãy mau chóng trưng cầu dân ý qua đường link ba chữ www chấm us Rồi sau đó tiến tới hay là chờ đợi là do mỗi điều kiện của mỗi người, quan cảnh của mỗi người. Nhưng đầu tiên, chúng ta hại bỏ lá phiếu trưng cầu dân ý vì chúng ta không mất thời gian và chúng ta cũng làm đúng, đúng luật của quốc tế. Và ngay cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã phải ban hành luật trưng cầu dân ý trên trang mạng Google vì chúng không tự mình trồng đầu vào cái thòng lọng và tự diệt chúng nhưng mà chúng bắt buộc muốn đi vào vkw thì phải chịu uh, gọi là thi hành những cái điều kiện do liên hiệp quốc do hoa kỳ đòi đòi hỏi có nghĩa là áp lực hoa kỳ và liên hiệp quốc luôn muốn một chính thể một chế độ mà nếu như muốn đại diện muốn được đi vào có cái tầm vóc ở trong liên hiệp quốc thì phải ký kết những điều mà liên hiệp quốc và hoa kỳ đã đưa ra phải có tự do nhân quyền thì mới có thể Đứng vào trong Cái hàng ngũ Mà của uh, Thế giới Có nghĩa là Liên Hiệp Quốc đó quý vị Tàu cộng thì làm càng Cộng sản Cũng làm càng Nhưng mà Cộng sản tham lam Và hèn nhát Cho nên Cũng muốn kiếm đường Để thoát thân Và đã bị gài bẫy có nghĩa là quá tham lam. Cộng sản Việt Nam và Tàu cộng quá tham lam. Để chúng tôi nói sự tham lam của Tàu cộng và Cộng sản Việt Nam. Tại sao Cộng sản Việt Nam phải nhất định đi vào Liên hiệp quốc WHO là vì chúng tham lam, chúng muốn được tiếng là có chân trong Liên hiệp quốc. Nhưng bên cạnh đó, chúng vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền nhân phẩm của người dân trong nước cho nên hoa kỳ và liên hiệp quốc đã lợi dụng lòng tham của cộng sản việt nam áp lực chúng phải ra luật trưng cầu dân ý để rồi người dân sẽ tự quyết định thể chế cho để mà lèo lái đất nước cho cuộc sống của họ cho đời sống của họ và năm, 12, năm 2016 Cộng sản Đã tải Cái bản gọi là uh, Sắc lệnh Trưng cầu dân ý đó Lên trang mạng Google Nhưng mà bên cạnh đó Chúng rất là mưu mô Có nghĩa là Vừa muốn có chân trong Liên Hiệp Quốc Để thế giới công nhận Vừa muốn che đậy cái sự mà không chính danh hợp pháp của chúng. Cho nên chúng chấp nhận điều kiện của Liên hiệp quốc và của Hoa Kỳ. Chính phủ do Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo luôn luôn theo sát chính trị và mọi nhất cử nhất động của Cộng sản Việt Nam đối với thế giới. Cho nên ngài biết được cộng sản sẽ phải uh, chấp nhận điều này nếu như chúng không chấp nhận có nghĩa là chúng luôn luôn sống ngoài vòng pháp luật mà nếu như chúng không chấp nhận thì cũng có lý có nghĩa là chúng tự nhận chúng là kẻ cướp cho nên không dám làm theo những yêu cầu của liên hiệp quốc và hoa kỳ đương nhiên một mặt chúng chấp nhận và ký kết với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc về việc chúng sẽ để cho người dân có quyền trưng cầu dân ý nhưng bên cạnh đó chúng vẫn tiếp tục khủng bố và giết hại người dân, hăm dọa người dân trưng cầu dân ý cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đề tam Việt Nam cộng hòa, gọi mời trong ngoặc kép những người đã trưng cầu dân ý cho chính phủ quốc gia việt nam lâm thời lên đồn công an để áp lực khủng bố tinh thần và chúng đã nói với những người này là không được quyền trưng cầu dân ý vậy thì một mặt chúng đã làm theo luật của quốc tế một mặt chúng lại đàn áp và hâm dọa người dân vậy thì chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân đã có bằng chứng để đưa tội trạng của chúng ra trước tòa án quốc tế, đòi tòa án quốc tế phải xét xử cho thích đáng. Bởi vì kẻ làm luật mà phạm luật thì chúng ta hiểu một điều là như thế nào. Tại sao Cộng sản Việt Nam phải bước chân vào WHO, Liên Hiệp Quốc? là vì Đức Quốc Công muốn chúng phải bị áp lực từ quốc tế bị những luật pháp của quốc tế thì chúng mới bị đem ra trước tòa án thì chúng ta cứ nghĩ đi một tên cướp nó sống ngoài vòng pháp luật dù cho quốc tế có pháp luật mà chúng nói là chúng nó không có cần biết đến pháp luật thì làm sao chi bằng hãy để cho chúng nó vào trong who liên hiệp quốc để rồi trong who có những luật pháp mà khi chúng vi phạm thì lúc đó chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đức quốc công tổng thống đậm quân mới ra tay có nghĩa là sẽ dùng gọi là cái quyền hạn của mình là một chính phủ để bảo vệ cho người dân đưa những tên cộng sản mà đã khống chế áp bức cướp bóc của người dân ra trước tòa án quốc tế bằng chứng là Đức Quốc Công đã đưa 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam ra trước tòa án quốc tế ICC. Một quốc gia phải có pháp luật. Muốn có tiếng có tâm thì phải thi hành luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Vậy thì Cộng sản Việt Nam nằm trong gọi là thành phần nào? Chúng ta đã biết một là phải chấp nhận lột bỏ chiếc áo cộng sản. Vì cộng sản tự thân đã là kẻ cướp từ lúc ban đầu do tên Hồ Chí Minh được tàu cộng cài cắm vào đất nước Việt Nam để lường gạt người dân Việt Nam để giết hại nhân dân Việt Nam, để cướp của giết người và cướp đất nước Việt Nam. Đức Quốc Công đã đưa tội danh của Tàu Cộng ra trước Tòa án Quốc tế ACC, đòi bồi thường 15.000 tỷ lần đầu tiên. Sau đó bổ túc hồ sơ đòi 36.000 tỷ lần thứ hai và lần thứ ba là đòi bồi thường lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì tất cả những nhất cử nhất động của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, phải nắm rõ để còn đưa chúng ra và bắt chúng phải đền tội, phải trả giá cho đất nước và quê hương dân tộc của chúng ta. Chạy đằng trời cũng không khỏi nắng bọn Cộng sản Việt Nam. Muốn chạy ra nước ngoài tẩu tán tài sản ư? Không dễ đâu, bởi vì danh sách đã được sở gọi là ACC, toàn quốc tế, niêm phóng, ghi nhận qua lá đơn kiện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đối với 19 tên đầu sỏ thuộc vào hạng nghi can chưa đem ra xét xử nhưng hồ sơ đã được cấp số đã được tòa án quốc tế thụ lý chờ ngày xét xử thì thử hỏi những tên mà nghi can này có thể nào tự do tẩu tán tài sản được hay không một khi đã trở thành nghi can thì tất cả tài sản mà có giá trị lớn đều sẽ bị niêm phong thứ hai tàu cộng đã bị chính phủ đại tam việt nam cộng hòa cho đức quốc công đào minh quân đệ đơn kiện 38 mươi tỷ cũng có nghĩa là vụ án mà tên hồ chí minh là tàu cộng đương nhiên sẽ bị phơi bài vì năm 1990, Đức Quốc Công đã nắm bằng chứng trong tay. Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam hắn chính là một thổ phỉ vân nam được tàu cộng đưa vào làm gián điệp để cướp đất nước việt nam để giết hại nhân dân việt nam và trá hình lương gạt nhân dân việt nam qua cái gọi là hình dáng của nguyễn ái quốc nguyễn ái quốc qua pháp và đã có cạc đi đăng đi tê có nghĩa là cái cạc dân tây đó quý vị hắn đã là dân pháp đúng không thì nước pháp có hồ sơ đúng không nước pháp có hồ sơ có cạc đi đăng đi tê có nghĩa là căn cước có dấu vân tay của nguyễn ái quốc thì hãy so sánh để chứng minh nếu như mà cộng sản thua có nghĩa là không chứng minh được dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh. Còn nếu như chúng chứng minh được thì chuyện đó chúng ta tính sao? Ở đây chúng ta sẽ chờ đợi tòa án quốc tế ICC xét xử. Một điều mà chúng ta nắm bằng chứng trong tay là tòa án gọi là UNESCO Liên hiệp quốc có gọi là quốc tế đó đã gửi một lá thơ cho chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa chứng nhận chứng nhận chứng minh chứng nhận gọi là đáp án cái gọi là trả lời đó quý vị bởi vì lúc bấy giờ đức quốc công rất khôn và thông minh phải đòi hỏi cho được liên hiệp quốc trả lời thơ của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời yêu cầu so sánh dấu vân tay hồ chí minh và nguyễn ái quốc ái quốc nếu như unesco không yêu cầu cộng sản gọi là um, um, gọi là đệ trình á đệ trình dấu vân tay đó có nghĩa là nếu như cộng sản không đồng ý đệ trình thì cũng có nghĩa là hồ sơ mà xin unesco để vinh danh hồ chí minh là danh nhân thế giới bị bác bỏ mà bị bác bỏ có hai điều xảy ra một vì hồ chí minh nằm trong lăng ba đình không phải là nguyễn ái quốc cho nên cộng sản không dám đem dấu vân tay của hồ chí minh đang nằm tại lăng ba đình so sánh với dấu vân tay của nguyễn ái quốc khi đến pháp Thứ hai, vì cộng sản biết rất rõ, Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình chính là tên Tàu Cộng. Cho nên không dám đem ra để so sánh. Được lệnh của Tàu Cộng là không đối chất. Cho nên dù như thế nào thì chính phủ của chúng ta cũng nắm phần thắng trong tay. Những gọi là tài liệu thiết thực bằng chứng có trong tay. Và với tài năng của Đức Quốc công Tổng thống Đạo Minh Quân, thì chúng ta sẽ nắm phần thắng là 99% trong tay của chúng ta. Tàu cộng chỉ còn có nước là nói ngang, nói ngược để khỏi trả món nợ 38.000 tỷ. Có nghĩa là có những kẻ mà nó rất là ngang ngược, ngộ, ngộ ngáo. Khi mà người ta đã nhận biết chính nó là tội phạm nó cũng ngang nhiên nhận nhận tội nhưng không đền ví dụ như việc mà ở biển đông với philippines thì tàu cộng cũng đã thua trong vụ philippines kiện ra tòa án quốc tế nhưng mà đương nhiên thì tàu cộng tìm cách để thối thác không đáp ứng yêu cầu của philippines thì làm gì đây philippines làm gì tàu cộng và liên hiệp quốc làm gì tàu cộng một sự ngổ ngáo và ngang ngược nhưng đức quốc công tổng thống đạo minh quân đã nắm trọn cái phần thắng trong tay và nắm cả gia tài của tàu cộng trong tay bằng cách những gọi là cổ phiếu mà của tàu cộng đã mua ở trên đất nước hoa kỳ đã bị niêm phong vì thư kiện đòi 38.000 tỷ. Tài sản của tàu cộng nằm trên đất nước Hoa Kỳ đã lên đến 22.000 tỷ. Cũng có nghĩa là 22.000 tỷ này đã bị niêm phong. Tàu cộng không thể nào rút rút ra được và cũng không thể nào rút về được. Cho nên 22.000 tỷ là số tiền mà tàu cộng bị mất hiện nay. Rồi nếu như tàu cộng không trả số tiền còn lại thì sao? 22.000 tỷ. Rồi còn số còn lại là 38.000 thì có nghĩa là 10 16.000 tỷ. Thì đất đai của Việt Nam ngày trước thời tiền sử đó gọi thời mà hai bà trưng thời mà tàu cộng xâm chiếm các lục địa các nước nhỏ vân vân và vân vân tàu cộng phải trả lại cho đất nước của chúng ta đó là sự đòi hỏi của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đệ tam việt nam cộng hòa đối với đơn kiện tàu cộng 38.000 tỷ chúng ta đừng nghĩ rằng chính phủ quốc gia việt nam lâm thời làm gì có khả năng để đòi tàu cộng trả nợ chúng ta có khả năng vì đức quốc công tổng thống đào minh quân đã lượng trước được tình hình và ngài đã gài vào thế mà tàu cộng không thể nào trốn chạy cho được những cổ phiếu tàu cộng đem qua để đầu tư tại hoa kỳ chúng tưởng như là chúng đem qua Hoa Kỳ để thu nhuận, thu lợi nhuận. Nhưng chúng đâu ngờ, càng phát triển, số tiền càng lên cao, thì cũng có nghĩa là số tiền bị giam ở tại Hoa Kỳ càng lên cao. Cho nên đơn kiện 38.000 tỷ của Đức Quốc Công là có lý do. Vì 15.000 tỷ, ví dụ như bây giờ 15.000 tỷ lúc đầu đó, thì tàu cộng nó bỏ tiền vào Hoa Kỳ 22.000 tỷ. Nếu như chúng ta chỉ kiện 15.000 tỷ, thì phải cái số tiền còn lại thì tàu cộng nó sẽ rút ra được, rút ra khỏi Hoa Kỳ. Khi mà cái lá đơn kiện của Đức Quốc Công nếu mà 15.000 tỷ, thì tàu cộng nói rằng bây giờ mấy ông muốn giữ 15.000 tỷ thì giữ, còn số còn lại thì chúng nó sẽ rút ra, đúng không? Cho nên số tiền đã được nâng lên là 36.000 tỷ, sau đó là 38.000 tỷ, thì tàu cộng bị khóa lại cái số tiền này. Không thể nào di chuyển được. Đó là cái sự gọi là hiểu biết của chúng ta ngày hôm nay với đơn kiện 38.000 tỷ do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo và đang gọi là tiếp tục kiện. Và tòa án quốc tế ICC cũng đã thụ lý hồ sơ, có số hồ sơ cấp cho cái vụ kiện 38.000 tỷ này. Và tất cả hồ sơ cũng đã được đăng tải trên các trang mạng đại chúng công cộng. Cho nên, tàu cộng sẽ đến ngày tàn. Dù muốn hay không, và ngay trong đất nước của tàu cộng ngày hôm nay, dân cũng đã nhìn ra cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nước Tàu như thế nào. Chúng đã giết những người trong gọi là pháp luân công tàn nhẫn như thế nào. Giết người cướp nội tạng. Thì bây giờ chúng ta hiểu một điều, nếu như những người ở phái pháp luân công họ tập kiểu như là yoga đó quý vị, tập để cho nó máu me nó chạy đều đó thì cơ thể của họ rất tốt máu của họ rất tốt nó được di chuyển có nghĩa là máu nó tuần hoàn rất là đều đặn và sinh ra những cái loại máu rất là tốt không có vi trùng rất là tàu cộng nó rất là thích gan của họ rất là tốt vì họ ăn uống chừng mực họ chọn những thực phẩm không có độc hại để họ ăn rất nhẹ cho cơ thể ốc của họ rất là tốt có nghĩa là toàn bộ cái bộ phận đồ lòng của họ rất là tốt và cả cái kiến thức của họ cũng rất là tốt cho nên tàu cộng muốn diệt họ và cướp nội tạng của họ để bán lấy tiền vừa giết người mà vừa được tiền mà không ai dám kiện thì thử hỏi chúng có ngang nhiên hay không nhưng nhân quả chúng cũng phải trả mà so thôi, chúng gieo nhân thì chúng sẽ gặp quả. Là nhân dân Tàu sẽ đứng lên để làm cuộc cách mạng để diệt tận gốc Đảng Cộng sản tại nước Tàu do Tập Cẩm Bình đang lãnh đạo cai trị đất nước của họ. Nếu chúng ta là người Tàu, chúng ta có thể nào mà để cho một cái bọn tà quyền cộng sản. Nó giết hại con em của chúng ta. Chỉ vì con em của chúng ta muốn nói lên tiếng nói chính, chính đạo. Không bao giờ. Pháp Luân Công đã xuống đường. Những người sinh viên ở Tàu Cộng đã xuống đường. Ở tại Thiên An Môn. Và họ đã chết gần một triệu người. Cho nên, sự việc này đến một ngày sẽ bùng nổ người tàu sẽ nhận ra được ma quỷ cộng sản là phải bị triệt hạ. Đó là điều mà chúng ta hằng mong muốn cho cả thế giới này được bình yên. Vì hiện nay vi trùng virus corona đã phát tán khắp hoàn cầu. Sự ảnh hưởng của virus corona đối với các quốc gia là rất trầm trọng. Nước Pháp đã không còn thể chịu nổi nữa Vì gần 2 năm trời Gọi là các uh, Cửa hàng Thương mại Nhà hàng phải đóng cửa Chịu thiệt hại nhà nước Không được gọi là thu thuế Mà còn phải giúp đỡ Cho các doanh nghiệp Công nhân của các doanh nghiệp Sự tổn thất này Chính là âm mưu của Tàu Cộng Đúng không quý vị Vì sao nó phải làm như vậy để cho các nước phải suy yếu vì tàu cộng nó không có cướp mà nó gây ra thảm hại như vậy đó thì đương nhiên chính phủ sở tại của nước đó phải lo cho người dân của họ và như thế họ sẽ bị mất đi một cái số gọi là lao động gọi là làm ra sản phẩm đó lợi nhuận và tiền thuế một mặt họ phải lo thuốc men phải lo À, chế biến ra thuốc men Tốn hao biết bao nhiêu là tiền Cho nên toàn thế giới hiện nay Đã bị sự ảnh hưởng Của con virus corona tàu cộng Và nếu như thế giới này Còn hờ hợp Còn ý lại Về cái khả năng của mình Còn nghĩ là tàu cộng Nó có lương tâm Thì cả thế giới sẽ bị tiêu diệt bởi loài quỷ đỏ tàu cộng mà thôi đó là cái giá của loài người phải trả đương nhiên trong đó sẽ có chúng ta bởi vì chúng ta chỉ là một số ít mà số lượng người theo ma quỷ thì quá đông thì làm sao đây thì loài người sẽ bị tiêu diệt những người có tâm có tâm thương yêu đồng loại thì lúc đó như thế nào chúng ta cũng có nghĩa là tâm linh một sự gọi là nhiệm màu sẽ xảy ra tất cả chúng ta những người có trí tuệ có lòng nhân ái sẽ được ơn trên thượng đế trời phật tạo ra một chiếc tàu như thời bấy giờ ở trong đó chúng ta sẽ lánh nạn và chờ khi mà sóng động gió im sóng lặng gió im thì loài người sẽ tiếp tục tồn tại và sanh sản đó là thời lặp lại của một kỷ nguyên mới nếu như loài người không phân biệt được đúng sai thiện ác chính tà nếu như không có can đảm đứng ra để đấu tranh giành lại quyền sống cho chính chúng ta thì bây giờ triệu lê trinh xin hướng dẫn trưng cầu dân ý và chúng ta tạm biệt nhau hôm nay thì cũng nói ngoài lề nhưng mà thật sự không nói không được quý vị bởi vì những điều mà cộng sản làm thì thôi ôi thôi nếu mình không nói đó thì chúng tưởng rằng chúng ta không biết bây giờ chúng ta nói để cho người dân trên toàn thế giới cùng ngẫm nghiệm và để cùng với chúng ta trong công cuộc giải thể tàu quyền cộng sản qua lá phiếu trưng cầu dân ý đó là cái chủ đích của chúng ta ngày hôm nay và của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng hòa bằng đường lối tâm trị có nghĩa là mở ra mở ra cho chúng ta một kiến thức một trí tuệ một huệ nhãn để nhìn thấu dầu cho có ai có ai đó muốn đùa cợt thì chúng ta tưởng tượng như Đức Phật ngài muốn tịnh tâm để tìm ra con đường giải thoát cho nhân loại. Quỷ dương cũng đã đến trước mặt ngài để đùa cợt, để hòng làm cho ngài bị chi phối. Nhưng ngài đã nhìn thấy, ngài trí tuệ của ng của ngài quá siêu việt, cho nên không có một thế lực nào, không có một gọi là um, cái 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 quyền năng nào của ma quỷ mà có thể cám dỗ được ngài. Đó, tất cả là như vậy nhé. Và sự hy sinh của Đức uh, Chúa Giêsu hay là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình cảm thấy bây giờ đó, sự hy sinh của Đức Quốc công Tổng thống Động quân cũng tương tự như hai vị đấng tối cao của loài người chúng ta là Đức Chúa Giêsu và Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài có vợ đẹp, con ngoan. Nhưng ngài nhưng lòng yêu nhân loại của ngài quá mạnh có nghĩa là ngài thấy cảnh khổ ngài không chịu nổi ngài thấy cảnh bất công của xã hội ngài không chịu nổi ngài phải rời bỏ để làm sao tìm ra con đường cứu nhân loại tại sao ngài phải rời bỏ gia đình tại sao ngài không ở tại cung đình để tìm ra cách để cứu nhân loại mà ngài phải đi ra khỏi bởi vì ngài biết rõ việc muốn hoán triệu, hoán chuyển một người đã khó, huống hồ gì cả một thế giới, cả một nhân loại. Ngài phải trả giá và ngài phải hy sinh. Ngài phải có một nơi yên tĩnh và ngài phải đi tìm khắp nơi nơi đâu ngài đến để ngài rút ra những kinh nghiệm hoán Ngài quán được, ngài hiểu được, ngài đặt mình vào trong hoàn cảnh của mỗi sự việc, mỗi con người thì ngài mới có thể tìm ra được đường lối tâm trị. Như đức quốc công tổng thống Đào Minh Quân, chúng ta ngày hôm nay cũng đã hiểu ra được một điều, muốn hoán đổi, muốn hoán chuyển cả một xã hội mà không có sự đổ máu thì phải hy sinh cho nên ngài đã hy sinh hạnh phúc gia đình của mình để tự hoán đổi tu tập con người của ngài trước như là đức phật cũng đã tu tập để không bị ảnh hưởng bởi tà ma ngoại đạo sức mạnh và trí tuệ của ngài nó vững bền hơn là những cái gọi là sức mạnh của ma quỷ thì ngài mới chống lại được ngài mới có thể tồn tại và ngài mới tiếp tục cái công cuộc mà giải thoát cho nhân loại được chứ đúng không quý vị và đức quốc công tổng thống đào minh quân cũng biết điều đó cho nên ngài cũng phải hy sinh cuộc sống giàu sang giờ đẹp con ngoan một gọi là tương lai tỷ phú ngài là triệu phú nhưng ngài sẽ trở thành tỷ phú vì lúc bấy giờ ngài còn rất trẻ nghị lực và sức khỏe trí tuệ của ngài gọi là quá dư thừa để trở thành một tỷ phú nhưng ngài không ham mà ngài phải để tâm vào công cuộc cứu nước tự tu sửa lấy mình trước vì ngài biết ngài là sát phàm dù cho Ngài là con trời nhưng Ngài cũng hiện diện trong gọi là cái xác phàm của, của người phàm tục cho nên sự ham muốn những tánh hư tật xấu không nhiều thì cũng ít Ngài phải tự gột rửa gột bỏ trước tu luyện cho mình để rồi mình chịu đựng được những cái sỉ nhục những cái nhục nhằn mà những sự thử thách đã trải qua. Bây giờ trên nói tới đây, trên chúng tôi cũng sẽ nói đến một câu chuyện là ngài cũng đã được ơn trên thượng đế trời Phật phái một vị cao tăng đến để thử lòng ngài xem cái mức độ kiên trì kiên nhẫn của ngài đến đâu là một ngày đó khi mà tụ tụ họp để họp văn phòng thường trực, để họp họp báo cùng với những người Việt Nam tị nạn cộng sản tại vùng uh, tại Hoa Kỳ thì có một thanh niên đã đến tiến đến gần ngài. Anh ta sổ sàng và hỏi ông có phải là thủ tướng Đào Minh Quân hay không? Tổng thống đã ôm tồn và trả lời đúng, chính tôi. Thì anh ta đã quát tháo và phun một uh, gọi là một um, một bãi nước bọt vào trong mặt của đức quốc công tổng thống đào minh quân có nghĩa là làm ra vẻ một người giống như là du côn vậy đó quý vị để xem cái thái độ của đức quốc công tổng thống đào minh quân ứng xử như thế nào nhé thì ngài cũng rất bình tĩnh và ôn tồn vì ngài cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nhưng đầu tiên là ngài bình tĩnh để tìm ra cái gọi là uh, sự hiểu biết về người thanh niên này phải chờ xem người thanh niên này nói gì và từ đâu anh ta tới và anh ta đến với mục đích gì và tại sao anh ta phải làm như vậy đó là cái sự kiên định kiên trì của đức quốc công À, trầm tĩnh bình tĩnh bình tĩnh điềm tĩnh và trầm tĩnh ngài cũng đã thường nói với chúng ta ba cái tỉnh này là vũ khí để chúng ta tồn tại trong cuộc chiến tâm trị đó là cái bài học mà của ngài đã, đã 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 trải qua đó cho nên ngày hôm nay ngài mới chuyển tải lại cho chúng ta chứ nếu như Ngài nóng nảy ngày không có kềm được cái sự nóng nảy của uh, một người thanh niên trong cái độ tuổi gọi là rất ư là sung sức đó nếu như không có vấn đề gọi là cứu nước không phải uh, nhường nhịn ai cả thì ngài đã đục cho cái tên thanh niên kia một cái rồi đúng không quý vị nhưng mà không ngài đã rất là ôn tồn và để chờ xem và ngài bảo rằng nước bọt của anh nó hôi lắm, chắc có lẽ là anh bệnh rồi đó. Một biện pháp để hóa giải sự việc. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là người đó không phải là người được uh, vị cao tăng biệt phái tới. Nếu là một kẻ uh, lỗ mãn đi, thì anh chàng này cũng sẽ suy nghĩ lại và sẽ dịu xuống cái cơn giận mà thôi. Với một người rất là ôn tồn, đúng không? Đằng này. Thì Đức Quốc Công nói như vậy xong Thì anh ta lại tiếp tục Là một hành động nữa Y như lúc đầu Là thêm một bãi nước miếng nữa Thì Ngài cũng tiếp tục Lao chùi Cái bãi nước miếng Mà anh ta đã phun vào mặt Ngài Lần thứ hai nhé Có nghĩa là Ngài đã hết sức Bình tĩnh Để đối diện với sự việc Vì bây giờ chúng ta nghĩ đi cái người thanh niên đó phun vào mặt chúng ta một bãi nước miếng chúng ta chưa có chết đúng không thì bắt quá chúng ta vẹt mà chúng ta lau chùi nó đi thì hôi thật đó mất vệ sinh thật đó nhưng mà nếu một vị thủ tướng nóng nảy gọi là làm một cái hành động chống trả lại ngay tức khắc với cái uh, bản lĩnh của đức quốc công tổng thống đào minh quân lúc đó đó với cái tài nghệ võ thuật của ngài đó tôi nghĩ đó chúng tôi nghĩ đó chúng tôi nghĩ mà ngài mà đục cho cái cái người thanh niên đó một cái thôi là người thanh niên đó, đó nằm dài liền đúng không quý vị nếu mà chúng ta không có cái cái sự nhẫn nhục không có cái sự trầm tĩnh để mất cái tư cách của một vị thủ tướng thì làm sao làm sao ngài có thể thu phục được vị cao tăng kia làm sao ngài có thể chứng minh được cho cộng đồng người việt quốc gia biết được ngài là một người rất ư trầm tĩnh bình tĩnh và điềm tĩnh trước mọi sự việc trước mọi kẻ thù khả năng của ngài là ở chỗ đó vị cao tăng đã nhận được ra được cái bản lãnh của một vị thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là vừa đâu vì kẻ thù của chúng ta không phải là những người bình thường kẻ thù của chúng ta không phải là một anh chàng ngỗ ngáo kẻ thù của chúng ta không phải là một anh chàng gọi là uh, có máu uh, giang hồ mà kẻ thù của chúng ta chính là cả một khối cộng sản gian, gian manh và ác độc. Thì nếu như vị tổng thống hay thủ tướng lúc bấy giờ mà không có đủ cái lòng kiên trì để mà tìm hiểu xem người thanh niên này là ai và là tại sao phải làm thế. Thì làm gì ngài có đủ cái trình độ và nghị lực để chống lại với một thế lực vô cùng hung hãn như là tàu cộng hả quý vị? Cho nên Ngài đã được vị cao tăng chỉ điểm cho Ngài rất nhiều. Nói cho cùng, thì Đức Quốc Công Tổng thống Đạo mình Quân cũng không thể nào một mình mình đội đá vá trời. Nhưng chúng ta, tất cả chúng ta sẽ làm việc mà người khác tưởng chừng như là đội đá vá trời. chúng ta có đội đá vá trời không quý vị thưa là không vì chúng ta tin rằng bên cạnh chúng ta có đồng minh chúng ta tin rằng khả năng lãnh đạo của đức quốc công tổng thống đạo minh quân là vô địch có nghĩa là vô đối thủ và chúng ta tin rằng lòng yêu nước của người dân việt nam luôn luôn tuôn chảy trong lòng của chúng ta tất cả người dân việt nam trên toàn thế giới chỉ cần người dân nhìn ra được sự nguy hiểm của tàu cộng nhìn ra được sự diệt vong của đất nước nhìn ra được cộng sản việt nam là tái sai của tàu cộng và nhìn ra được thế chính danh chính nghĩa của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa và đức quốc công tổng thống đạo quân chỉ cần người dân trưng cầu dân ý thì chúng ta sẽ lấy lại đất tổ không làm khổ dân thì uh, lời nói sau cùng là việc um, hướng dẫn trưng cầu dân ý một điều quan trọng mà chúng ta phải làm bây giờ chúng tôi sẽ ghi lên đường link trưng cầu dân ý 3 chữ w tcdky us đây thì đã hiện lên những cái đường link mà họ đã gợi uh, gợi ý cho chúng ta bây giờ chúng tôi sẽ chọn một đường link có màu xanh ba chữ w trưng cầu dân ý us ở bấm lên khi bấm lên xong là chúng ta sẽ thấy lá phiếu trưng cầu dân ý hiện lên trước mặt chúng ta và tuần tự chúng ta sẽ quan sát sơ lược. Làm gì thì chúng ta cũng phải quan sát quý vị. Bởi vì chúng tôi là thành viên đồng nhiệm của chính phủ thì chúng tôi đã quen rồi. Chúng tôi đã biết đường link nào là đúng. Và lá phiếu trưng cầu của dân ý do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thiết kế là như thế nào. Còn quý vị thì cũng nên xem sơ lược qua để chúng ta có một cái thói quen là trước khi làm việc gì cũng phải nhìn trước, nhìn sau và mới làm. Không có thể nào mà sổ sàng vô để mà làm liền. Rồi có khi thì bị nhầm lẫn hay là không có đúng cái đường link trên cầu dân ý thì không có tốt. Bây giờ chúng ta sẽ trình tự và điền vào các khung. Khung thứ nhất là họ, chúng ta điền vào. Khung thứ nhì là tên điểm. Khung thứ ba là tên. Khung thứ tư là ngày tháng năm xanh. Có chia ra thành ba phần. Thứ nhất là ngày sanh. Chúng ta sẽ dùng hai chỉ số. Nếu sanh từ ngày 1 đến ngày 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc là 09. Và tháng cũng vậy. Chúng ta dùng hai chỉ số. Sanh ngày 1, sanh tháng 1 đến tháng 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc 09. Và khung năm sanh thì chúng ta sẽ ghi bằng bốn chỉ số, có nghĩa là nếu 1970 thì chúng ta sẽ ghi số 19 và 70 không có ghi tắt có nghĩa là khung năm và khung ngày tháng đó thì không được ghi tắt phải ghi ra hết bằng hai chỉ số và bằng bốn chỉ số cho năm số nhà tên đường thì điền vào thành phố một điều chúng ta nên ghi nhớ là hiện nay chúng ta đã có chính phủ và chúng ta loại bỏ tên hồ chí minh ra khỏi đất nước việt nam của chúng ta vì vì hắn là người tàu cho nên chúng ta không dùng tên của hắn trong các văn văn bản mà chính thống của chúng ta. Thì thành phố chúng ta sẽ dùng là thành phố Sài Gòn, như thành phố Sài Gòn của chúng ta ngày trước. Tỉnh thì chúng ta sẽ ghi tỉnh chúng ta ở. Còn nếu như ở thành phố, khung tỉnh thì chúng ta cũng phải điền, có nghĩa là quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 hoặc là phường, phường mấy đó chúng ta ghi vào cái khung tỉnh. Quốc gia là quốc gia Việt Nam nếu ở quốc nội, ở Việt Nam. Điện thoại nhà, điện thoại di động facebook name email số bằng lái xe số chứng minh nhân dân số căn cước số quốc tịch tất cả đều điền vào không để trống khung nào cả và khung cuối cùng là người giới thiệu thì nếu như có ai giới thiệu thì chúng ta ghi tên người giới thiệu và nếu như không có thì chúng ta ghi tên của mình hoặc là để chữ không cũng được có nghĩa là không có để trống khung nào hết rồi um tiêu chí và điều kiện như thế nào. Vì sao chúng ta phải trưng cầu dân ý và trưng cầu dân ý vì vào việc gì? Đây là lý do. Tôi quyết định ủng hộ ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn Tàu Cộng xâm lược. Một lý do rất là đúng đắn và hợp lý. Quyết định có, thì chúng ta click vào chữ có. Thì đương nhiên chúng ta trưng cầu dân ý thì sẽ click vào chữ có. Nếu quý vị muốn tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Thì muốn tham gia thì hãy click vào cái dòng tròn có này. Và cuối cùng là click vào dòng tròn để uh, tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Click vào dưới để uh, đại diện chữ ký có nghĩa là chứng nhận là cái những cái điều mình khai đó là đúng sự thật rồi ký tên vào đây click vào cái vòng tròn này cuối cùng và sau đó là bấm gửi đi khung màu vàng có chữ gửi đi bấm vào một hoặc là hai cái và sau khi chúng ta đã gửi đi rồi thì trên cái khung hình ở phần chữ trưng cầu dân ý này sẽ hiện lên cái khung màu xanh lợt là À, gửi cho chúng ta một cái uh, tin nhắn à, đề là chúng tôi đã nhận được phiếu trưng cầu dân ý của quý vị hãy ghi lại số uh, chứng minh nhân dân thì lúc đó hãy lấy cây viết và ghi lại cái số mà hệ thống trưng cầu dân ý đã cho chúng ta và quan sát nếu như cái lá đơn trưng cầu dân ý vẫn còn những cái chữ màu đỏ đỏ giống như thế này nè nó hiện diện đó mà không có cái tin nhắn từ hệ thống trưng cầu dân ý thì coi như lá phiếu của chúng ta chưa được chuyển đi có nghĩa là thiếu thông tin hoặc là không đúng thì hãy quan sát trở lại và điền cho đầy đủ trở lại rồi tiếp tục bấm gửi đi một lần nữa đến khi nào chúng ta nhận được tin nhắn ở trên đó có số y đăng là số trưng cầu dân ý thì mới thôi đó là việc chuyển tải uh, hướng dẫn trưng cầu dân ý chuyển tải đường link và hướng dẫn trưng cầu dân ý mong cô chú anh chị em chúng ta sốt sắng và cố gắng làm cho à, để cứu dân cứu nước và để chứng minh là mình có quan tâm đến cái xã hội đến cái đời sống đến đất nước và quê hương dân tộc của chúng ta đang bị tàu cộng và cộng sản Việt Nam mưu mô gọi là tai sai âm mưu với nhau để bán nước và cướp nước Việt Nam của chúng ta hợp pháp nha quý vị nếu như chúng ta không có động thái thì tàu cộng và cộng sản việt nam sẽ trở thành những người chủ hợp pháp của dân tộc việt nam vì thực sự người dân việt nam không có tỏ bài ý kiến của mình khi mà chính phủ đại tam việt nam cộng hòa đã chuyển tải đường liên trưng cầu dân ý và đã cắt nghĩa cho người dân biết sự hiện diện của chính phủ mà người dân không có đáp ứng thì sau đó nếu như cộng sản việt nam và tàu cộng nó bách hại hoặc là nó làm thiệt hại cho gia đình và cho cá nhân của quý vị thì quý vị đi đâu để kiện đi đâu để đòi công lý việc này quý vị phải uh, gọi là Uh, hiểu cho thấu có nghĩa là khi mà nhà hàng xóm cháy cộng sản nó đang cướp nhà cướp đất của người hàng xóm của mình thì mình nghĩ ôi chắc cái nhà đó uh, có vấn đề gì đó cho nên mới bị cộng sản nó cướp mình không quan tâm mình không tìm hiểu rồi đến một ngày đến gia đình của mình bị cướp thì hỏi có ai sẽ đứng ra để nói điều công lý luật lệ và có ai sẽ binh vực mình có ai sẽ đứng ra đại diện cho pháp luật để mà giải quyết vấn đề hay không việc này không thể nào bởi vì cộng sản và tàu cộng chính là những tên quan tham có quyền sinh sát chúng ra luật nhưng chúng không thi hành luật mà người dân thì muốn kiện cáo Kiện một tên cướp mà chính cha của chúng, gia đình của chúng là cướp, thì làm sao chúng giải quyết cho chúng ta cho được? Có nghĩa là khi chúng ngồi lên cái bàn gọi là tòa án đó, thì chúng sẵn sàng gõ cái bố xuống để um, gọi là um, chúng ký một cái, gọi là gõ một cái xuống gọi là định tội cho ai đây cho gia đình của chúng chúng định tội cho gia đình của chúng hay chúng định tội cho người dân thì đương nhiên chúng sẽ định tội cho người dân không cần biết người dân có tội hay không có tội bởi vì cộng sản việt nam cộng sản tàu là gia đình của chúng đã phạm pháp đã ăn cướp thì chúng sẽ che đậy cho gia đình của chúng và chúng sẽ bắt người dân cắt cổ mổ bụng bịch đầu mối thủ tiêu ha thì lúc đó thế giới có biết hay không có ai đứng ra để mà làm chứng cho chúng ta hay không nếu như chúng ta không có điều kiện để gọi là quay phim hay là không có bằng chứng để đưa ra nước ngoài Vậy thì chúng ta phải biết số phận của mình như thế nào và cần phải trưng cầu dân ý cho ai và ai sẽ là người đại diện cho chúng ta khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh gọi là cần có pháp lý. Đó là những điều mà chúng tôi chuyển tải cho quý vị ngày hôm nay. Ngày Chủ nhật 21 tháng 3 2021, à, Triệu Lệ Trinh chúng tôi xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. À, kính chào quý vị trên diễn đàn và sẽ tìm một bài thơ do đồng nhiệm của chúng ta ngâm để mở ra chúng ta thưởng thức. Sao mà mình tìm khó vậy ha? Bây giờ mình sẽ tìm lại. Xin lỗi quý vị nha, thì chờ cho mình một phút. Khi mà mình á, không có cần thì mình thấy còn bây giờ mình cần thì mình kiếm không ra vấn đề là như vậy thì mong rằng quý vị chờ một chút để được thưởng thức bài thơ mà do đồng nhiệm của mình đã đã ngâm mình thâu rất là nhiều nhưng mà tại sao bây giờ mình không thấy được ngày 27 tháng 8, một năm, mình vào trang của đồng nhiệm Quang Thiên, mình đi tìm, đây, mình tìm ra được, mình sẽ chọn một bài hay để mở ra cho quý vị nghe. Video tiếng gọi non sông, tại sao có tiếng gọi non sông? 2018 Thank you Dạ, thì bài thơ đầu tiên là bài thơ mà Đức Quốc công còn trong Việt Nam, còn trong quốc nội lời Trần Tình. Năm 1972, những người trai thời loạn thuộc lòng câu biệt ly cõi sống và cõi chết. Chỉ là giấc xuân thì có gì đâu tiếc núi năm 1972 lúc đó đức quốc công còn rất trẻ một thanh niên gọi là uh, thanh niên gọi là giống như là thư sinh vậy đó quý vị hỏi thì ngài có có uh, yêu đời hay không và hỏi thì ngài có người yêu hay không để rồi ngài dấn thân vào cuộc chiến vào chiến trường để bảo vệ hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Ngài đã làm ra bài thơ này với một tâm tư để cho chúng ta thấy ngài là một thanh niên Việt Nam can trường, không sợ gọi là hy sinh thân mạng khi mà đất nước đang lâm nguy, người trai phải làm bổn phận trách nhiệm của mình với nước non dù cho ngài có một người yêu mà ngài hết mực thương yêu là đệ nhất phu nhân của chúng ta ngày hôm nay thời bấy giờ hai người là đôi nguyên ương gọi là rất rất ăn ý họ yêu thương nhau họ hy sinh cho nhau và họ cũng hiểu được tâm sự tâm tình của của nhau có nghĩa là phu nhân vẫn vui vẻ để cho đức quốc công đi làm bổn phận trách nhiệm của một người trai dù xa nhà dù hai trẻ rất nhớ rất thương có lúc ngài ở nơi địa đầu giới tuyến ngài đã làm những cái bài thơ trong khi mà vô cùng gọi là nhớ nhà những sự uh, lạnh lẽo rùng rợn của núi rừng làm cho ngài thấy lạnh lạnh cả giống như là uh, lạnh lẽo mà để nhớ 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 đến người yêu đó quý vị ở thành phố nhưng mà ngài cũng chấp nhận cái sự việc qua bài thơ của ngài thuộc lòng câu biệt ly có nghĩa là ngài biết ngài ra chiến trường là có thể là ngài sẽ hy sinh bất cứ lúc nào vậy thì người yêu của ngài vợ của ngài sẽ ra sao nhưng mà nếu ngài không làm thì ai làm cũng bằng một câu nói nếu chúng ta không bảo vệ quê hương đất nước của chúng ta thì ai sẽ bảo vệ cho chúng ta nếu chính những người dân việt nam của chúng ta mà không biết bảo vệ đất nước của chúng ta bằng một lá phiếu trưng cầu dân ý thì có một người dân ngoại quốc nào có một chính quyền sở tại của một nước nào làm cái nhiệm vụ mà bảo vệ đất nước quê hương việt nam của chúng ta thế cho chúng ta hay không mình không làm ai làm chỉ có những người việt nam chúng ta mà thôi hy vọng rằng chúng ta nhận ra được những điều quan trọng này Đừng chờ mong. Một kẻ nào đó, ngoại tộc, có thể thương yêu gia đình chúng ta, có thể hy sinh vì chúng ta. Nếu như chúng ta không có lòng thương và sự hy sinh cho chính gia đình và dân tộc của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công, Đào Minh Quân. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đại Tam, Bộ Tư lệnh Chiến lược toàn quốc, quý chức đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Lần sau thì chúng tôi hứa là sẽ trình bày một nhạc phẩm của Đức Quốc công thơ văn và xin chúc anh chị em quý đồng nhiệm trong quốc nội một giấc ngủ thật là bình an và hải ngoại hoa kỳ một buổi uh, trưa thật là vui vẻ cùng gia đình một buổi chiều ấm áp tại âu châu kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại